Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 183. Hoa hội trưởng khoát tay, Tô Tiểu Thư, người tốt nhất nên cho ta một lời giải thích hợp lý. Bằng không, ta sẽ báo cáo lại thiên cung các ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt hơn. Ta đã nói rồi, Tô Mộng Lệ lắc đầu bất đắc dĩ, các ngươi đánh chủ ý lên Bạch Gia, còn có Hồ Thấm Nguyệt là được, tuyệt đối không nên trêu chọc Hạ Thiên. Nhưng các ngươi chẳng những không nghe, lại còn muốn giết hắn, đúng là không biết sống chết. Bạch Thiên Tiếu lại nuốt thêm một viên đan dược giảm đau, ngươi thì biết cái gì? Ta đi theo bên cạnh Bạch Vạn Bang, biết rất rõ ràng. Lão nhi đó cũng muốn liên hợp với Hạ Thiên, nếu không diệt trừ, chuyện phía sau làm sao mà tiến hành? Đương nhiên, hắn ta thật sự cũng hoài nghi có người muốn loại trừ luôn cả hắn ta, chỉ là trước mắt hắn ta đang bị thương không nhẹ. Tốt nhất không nên làm mọi chuyện phức tạp hơn. Không sai, người áo đen che mặt cũng gật đầu, đây cũng chính là ý của ta. Hoa hội trưởng ngươi cũng đồng ý luôn. Hoa hội trưởng vẫn lạnh nhạt, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Tô Mộng Lệ, đúng, ta đồng ý với hành động của bọn họ. Nếu có thể diệt trừ Hạ Thiên, còn có Bạch Vạn Bang, Hồ Thấm Nguyệt trên cơ bản chính là của chúng ta. Ta cũng có chút mặt mũi ở phái Tuyết Sơn, bây giờ nhiệm vụ thất bại thì không sao. Cứ dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành là được. Tô Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi có ý kiến đối với kế hoạch? Ta không có ý kiến đối với kế hoạch. Tô Mộng Lệ nhăn chán, cười như không cười nói, nhưng ta cảm thấy bi ai cho sự trì độn của các ngươi. Các ngươi ra tay với Hạ Thiên, nhưng không nghĩ qua hắn sẽ trả thù sao? Hắn là một nam nhân vô cùng cẩn thận, tuyệt đối có thù tất báo. Người áo đen che mặt cười lạnh, cho dù hắn muốn báo thù, hắn cũng phải có bản lãnh tìm được chúng ta. Cho nên, ngươi còn chưa rõ vì sao Hạ Thiên lại không tiếp tục đuổi theo. Tô Mộng Lệ có chút khinh thường nhìn hắn ta, ngươi cảm thấy ngươi có bản lãnh thoát khỏi truy kích của Hạ Thiên. Lão tử dùng chính là Đạp Tuyết Phi Hồng, thân pháp đỉnh cấp của phái Tuyết Sơn. Người áo đen che mặt thật sự có chút không chịu nổi, Hạ Thiên là thứ gì chứ? Hắn theo kịp tốc độ của lão tử sao? Ban đầu, Bạch Thiên Tiếu cũng dự định trào phúng một chút, nhưng lập tức nhớ đến một việc. Vừa rồi, khi hắn ta dẫn bạo thần hỏa đạn trong xe, chỉ chưa đến nửa giây ngắn ngủi, Hạ Thiên đã mang theo Dương San, còn có Bạch Vạn Bang trốn khỏi xe, hơn nữa còn bình yên vô sự. Tốc độ như vậy, Đạp Tuyết Phi Hồng hoàn toàn không làm được. Nói cách khác, tốc độ của Hạ Thiên tuyệt đối nhanh hơn so với Đạp Tuyết Phi Hồng. Như vậy, vấn đề là tại sao hắn lại không đuổi theo? Chỉ có hai khả năng, một là hắn đuổi không kịp. Nhưng khả năng này loại trừ. Khả năng còn lại chính là không cần đuổi. Vậy thì vì sao? Lúc này, Bạch Thiên Tiếu nhớ lại tình huống của Bạch Thiên Hào và Lệ Lệ Á, cùng với tư liệu liên quan đến Hạ Thiên. Chẳng lẽ ta đã trúng chiêu? Trong nháy mắt, Bạch Thiên Tiếu sinh ra dự cảm bất thường. Tuy nhiên, hắn ta vừa mới uống thuốc giảm đau. Bây giờ người vẫn còn chưa được minh mẫn, nhìn người vẫn còn mơ hồ. Đám người bên kia vẫn còn tranh cãi vô vị với Tô Mộng Lệ. Được rồi, đừng ồn ào nữa. Hoa hội trưởng cảm thấy não của mình như muốn sôi trào lên, lạnh lùng nói, chuyện lúc trước cũng đã phát sinh, không nhất thiết phải nhắc lại. Mấu chốt bây giờ chính là lấy cho bằng được Hồ Thấm Nguyệt. Bạch Vạn Bang không chết, ngăn cản chúng ta lại nhiều hơn một tầng. Nếu không hai ngày nữa vẫn không lấy được, phái Tuyết Sơn sẽ ra tay. Đến lúc đó chúng ta chẳng chiếm được chỗ tốt gì cả. Hoa hội trưởng, chỉ bằng ngươi cứ nói thẳng ra, rốt cuộc ngươi muốn lấy thứ gì trong Hồ Thấm Nguyệt. Tô Mộng Lệ cười nói, thật ra ta cũng có chút giao tình với Hạ Thiên. Nói không chừng hắn không cảm thấy hứng thú thì sao. Đến lúc đó, chỉ cần đối phó Bạch Vạn Bang lão nhân là được. Chỗ tốt không thiếu của ngươi. Ngươi không nên hỏi thì đừng hỏi. Hoa hội trưởng lạnh lùng nói. Tô Mộng Lệ thấy người này nói như thế, lập tức nhận ra điều này đã đạt đến lằn ranh giới hạn của đối phương. Nàng ta khoát tay, được, vậy ta đến Hồ Thấm Nguyệt trước chờ các ngươi. Ở đây ta không sống được rồi, nói không chừng sẽ bị hai tên ngớ ngẩn kia liên lụy. Nói xong, nàng còn chỉ Bạch Thiên Tiếu và người bịt mặt áo đen. Mẹ kiếp nhà ngươi! Người áo đen che mặt chỉ muốn giết người, chủy thủ trong tay giơ lên phía trước, ngươi nhìn Thiên Tiếu đi, hắn ta có điểm nào giống như bị Hạ Thiên động tay, hả? Hắn ta vừa nghiêng mặt qua,
kết quả nhìn thấy Bạch Thiên Tiếu đang vặn vẹo, há to miệng cắn vào tay của hắn ta. Mẹ kiếp! Người áo đen che mặt kêu lên. Lúc này, những người khác mới phát hiện Bạch Thiên Tiếu không ổn. Thật ngại quá, ta đi trước một bước. Tô Mộng Lệ cũng cảm thấy không ổn, trực tiếp lách mình rời đi. Người áo đen che mặt quát, Thiên Tiếu, ngươi làm gì vậy? Buông ra mau. Bạch Thiên Tiếu chẳng những không nghe, thậm chí còn cắn nứt một miếng thịt trên cánh tay của hắn ta, sau đó nhào về phía nữ nhân mập mạp. A, à, nữ nhân mập mạp giật mình kêu lên, cơ thể vội co lại về sau, chuyện gì xảy ra thế? Hoa hội trưởng ngược lại phản ứng rất nhanh, lập tức đoạt lấy chủy thủ của người áo đen che mặt đâm xuyên cổ Bạch Thiên Tiếu, đính hắn ta vào vách tường. Biểu hiện của hoa hội trưởng trở nên ngưng trọng, cơ thể của hắn ta không bị hắn ta khống chế, lại uống quá nhiều đan dược giảm đau, bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cổ Bạch Thiên Tiếu bị đâm xuyên, tất nhiên là không sống nổi rồi. Hoa hội trưởng, người cứ như vậy mà giết hắn ta chết. Mặc dù người áo đen che mặt bị Bạch Thiên Tiếu cắn cho một cái, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Nếu sớm biết như thế này, hắn ta nên để Bạch Thiên Tiếu chết cho rồi. Trước đó tội gì phải đi cứu hắn ta chứ? Người bị Hạ Thiên gạt rồi. Thật ra, hắn ta đã chết từ sớm, chẳng qua chỉ là thời gian hồi quang phản chiếu tương đối dài mà thôi. Hoa hội trưởng biết người mặc áo đen bịt mặt nghĩ gì, lạnh lùng nói, nếu chỉ mất khống chế, ta tất nhiên sẽ cứu hắn ta, nhưng hắn ta uống nhiều đan dược như thế, nếu toàn bộ dược lực phát tán ra, cả người của hắn ta sẽ khó mà khống chế. Chúng ta nói không chừng cũng sẽ bị thương. Đồng thời còn làm chậm trễ đại sự của chúng ta. Giết tốt mà, nữ nhân mập mạp ngược lại không có ý kiến, còn vỗ tay khen hay, tiểu tử này đã sớm có hài lòng. Sau khi chuyện thành công thì muốn rũ sạch mọi liên quan. Bây giờ giết hắn ta xem như bất việc. Ngươi đúng là một chút nhân tình cũng không có. Người áo đen che mặt nổi giận, trừng mắt nhìn nữ nhân mập, hắn ta nói thế nào cũng là em họ chồng ngươi, ngươi cứ như vậy mà mong hắn ta chết đi. Nữ nhân mập tuyệt không để ý, nở nụ cười lạnh, em trai ruột, cha ruột của ta mà ta còn ước bọn họ chết hết đi, huống chi chỉ là một đứa em họ dám chó. Con mẹ nó, người thật là ác độc, người áo đen che mặt cảm thấy có chút lạnh, đâu chỉ là nhân tình, mà ngay cả nhân tính cũng bị mất. Nữ nhân mập trực tiếp phản bác, người có nhân tính. Em gái người Phong Đình Đình bị Hạ Thiên dạy dỗ, thiếu chút nữa mặt bị hủy, tại sao không thấy người đi hỗ trợ? Hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau, người bất nhập làm một đi. Người áo đen che mặt vẫn bất mãn như cũ, chỉ là khí thế không bằng như vừa rồi. Tại sao lại không giống? Nữ nhân mập đắc thế không tha người, ta thấy ngươi cũng chỉ là một người sợ mạnh mà thôi. Nếu ngươi có gan, vừa rồi ngươi nên đánh một trận với Hạ Thiên. Nếu ngươi giết hắn, ta sẽ quỳ xuống gọi ngươi một tiếng Phong gia. Kết quả thì sao, ngươi chỉ cứu được một tên phế vật trở về. Lãng phí đan dược thì không nói, còn dọa chúng ta phải nhảy dựng. Ngươi nói cái gì, con mụ béo chết bầm kia. Người áo đen che mặt hoàn toàn không nhịn được nữa. Hắn ta liều mạng cứu người về, không những không được một câu ca ngợi, lại còn bị châm chọc như thế. Nữ nhân mập kỹ nhất là người khác nói nàng ta béo. Thật ra, mấy năm trước nàng ta cũng là mỹ nữ. Sau khi uống quá nhiều đan dược, cơ thể mới dần trở nên mập không khống chế nổi như vậy. Ta muốn xé nát miệng của ngươi. Nữ nhân mập quơ bàn tay mập mạp của mình cào vào mặt đối phương. Mắt thấy hai người sắp đánh nhau, hoa hội trưởng chỉ cảm thấy đau đầu, lập tức quát to, đủ rồi, các ngươi đừng ồn ào nữa. Hừ, lúc này, hai người mới thu tay lại, chỉ là vẫn không thèm nhìn nhau. Ta mặc kệ ngày thường các ngươi có oán hận gì chất chứa, hay có mâu thuẫn gì. Hoa hội trưởng nghiêm túc cảnh cáo, trước khi đại sự còn chưa xong. Tốt nhất nên thu liếm lại cho ta. Sau khi đại sự thành rồi, tùy các người muốn làm gì thì làm, ta cũng chẳng muốn quản. Nữ nhân mập lạnh lùng nói, ta thì không quan trọng, chỉ sợ có một số người trở mặt, đến lúc đó còn phải cực khổ hoa hội trưởng giết thêm lần nữa. Ta nghe theo sự phân phó của hoa hội trưởng, không so đo với nữ nhân kia. Ban đầu, người áo đen che mặt muốn giễu cợt lại, nhưng lời ra đến miệng vẫn nuốt trở về. Dù sao cũng phải lấy đại cục làm trọng. Tuy nhiên, hắn ta lại nghĩ đến một vấn đề khác, chiếu theo tình huống bây giờ, Hạ Thiên xác thực rất khó chơi. Bất luận y thuật hay là võ công đều rất cao,
chỉ dựa vào đám người chúng ta sẽ khó mà chống đỡ. Mặc dù nữ nhân mập không thích đối phương nhưng cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên đã thành họa lớn trong lòng bọn họ. Ta sẽ báo cáo điều này với cấp trên. Hoa hội trưởng lập lờ nước đôi, phát hiện cảm xúc hai người kia không ổn, lại bổ sung thêm một câu, yên tâm đi, bên trên cũng rất coi trọng chuyện này. Cho dù không có Hạ Thiên, bọn họ cũng sẽ phái cao thủ đến áp trận. Chúng ta nhất định phải đoạt được thứ đó, ai cũng không được đụng đến. Người áo đen che mặt chỉ Bạch Thiên Tiếu đã chết, chúng ta nên xử lý hắn ta như thế nào? Tuyết lớn mênh mông, còn thiếu nơi để xử lý sao? Nữ nhân mập khinh thường chen miệng. Hoa hội trưởng cảm thấy cũng không thể quá đáng được. Nói thế nào, trước đó Bạch Thiên Tiếu cũng làm việc cho bọn họ, bây giờ mang thi thể về Bạch gia hiển nhiên là không được rồi. Hắn ta hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào? Ta muốn mang thi thể của hắn ta về. Người áo đen che mặt nói, trong nhà của ta cũng có người có nghiên cứu về y thuật, vừa lúc để người đó kiểm tra một chút, xem có thể tìm ra cách thi châm của Hạ Thiên hay không. Nói không chừng sẽ hữu dụng. Được, Hoa hội trưởng lập tức đồng ý nhưng lại đưa ra kỳ hạn, tuy nhiên, ta cũng chỉ có thể cho ngươi một ngày một đêm. Vượt quá thời hạn này, cho dù các ngươi nghiên cứu ra được cũng không còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên, người áo đen che mặt lập tức mang thi thể Bạch Thiên Tiếu rời đi. Nữ nhân mập nhìn theo hắn ta rời đi, sau đó nói với Hoa hội trưởng, Hoa hội trưởng, tuy nói Bạch Thiên Tiếu thất thủ, nhưng còn việc ám sát Bạch Vạn Bang, còn có Hạ Thiên cứ để như vậy sao? Đương nhiên là không rồi. Hoa hội trưởng khoát tay, chuyện ám sát không thể ngừng lại. Có thể thành công hay không thì không nói nhưng phải kiếm chuyện cho bọn họ làm. Nếu không, bọn họ sẽ quấy nhiễu chúng ta làm việc. Bên này của ta còn một số nhân thủ, nữ nhân mập hợp thời đưa ra đề nghị, là thế lực mà chị và anh rể của ta để lại. Hoa hội trưởng cau mày, ta nghe nói bên chỗ Quế Thành đã bị Thiên Đạo Tổ và Tổ điều tra hiện tượng kỳ lạ liên thủ dọn dẹp sạch sẽ rồi mà. Nữ nhân mập lắc đầu nói, không phải bên Quế Thành mà thực lực này vô cùng mạnh, tuyệt đối có thể giết chết Hạ Thiên. Hoa hội trưởng hiển nhiên không tin, nhưng hắn ta cũng muốn thử một lần. Chỉ cần đừng chậm trễ đại sự là được, mọi chuyện cứ theo ngươi an bài. Chắc chắn sẽ không hỏng việc đâu. Nữ nhân mập nở nụ cười, chỉ là ta đang thiếu một ít trợ lực. Có gì mong hội trưởng ủng hộ một ít đan dược, còn có thần hỏa đạn. Hoa hội trưởng ý vị thâm trường nhìn nàng ta một cái, nhưng vẫn cho tay vào ngực lấy ra hai bình đan dược cộng thêm một tấm lệnh bài, đan dược thì chỉ có bấy nhiêu. Về phần thần hỏa đạn, ngươi cầm lệnh bài ra kho lãnh đi. Cảm ơn hội trưởng, nữ nhân mập mừng rỡ nhận lấy hai bình thuốc và lệnh bài. Hồ Thấm Nguyệt nằm ở một nơi rất sâu trong tuyết cốc, vô cùng bí mật. Nếu như không có chuyên gia dẫn đường, trên cơ bản không thể phát hiện được nơi này. Huống chi, sau khi Bạch gia phát hiện nơi này xong, vừa phái người tiến hành khai phát sơ bộ đồng thời cũng phái người trấn giữ lối vào tuyết cốc. Người không có phận sự, có muốn vào cũng vào không được. Tuy nhiên, Dương San và Hạ Thiên không phải người bình thường, rất nhanh đã tìm được nơi này, chậm rãi muốn tiến vào. Dừng lại. Hộ vệ áo đen canh giữ ngoài cổng đưa mắt nhìn Hạ Thiên và Dương San, lớn tiếng ra lệnh, nơi này tạm thời không mở cửa đón khách bên ngoài, các ngươi nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Dương San thản nhiên nói, chúng ta nhận được lời mời của Bạch Vạn Bang Bạch Lão Tiên Sinh đến đây. Không thể nào, một bảo tiêu vóc người cao lớn lập tức lên tiếng. Người mà Bạch Lão mời đã ngồi xe tiến vào vườn nãy, làm sao có chuyện để các ngươi đi bộ đến được. Bảo tiêu mày rậm còn lại cười lạnh, ta thấy các ngươi chính là đám du khách ba lô, cố tình muốn tiến vào nơi này. Các ngươi không tin thì cứ gọi điện thoại hỏi cấp trên của các ngươi đi xem có chuyện này hay không. Dương San vẫn bình tĩnh như cũ, ta tên Dương San, hắn là chồng của ta, Hạ Thiên. Nếu các ngươi có thể liên lạc với Bạch Lão, vậy thì càng tốt hơn. Bảo tiêu cao lớn nghe Dương San nói lại càng thêm không tin, người bớt làm bộ đi. Bạch Lão nào có thời gian rảnh để ý đến các ngươi chứ? Các ngươi lập tức cút cho ta. Biến xa một chút, nếu không, cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Bảo tiêu mày rậm cũng tỏ thái độ ác liệt, nơi này là lãnh địa tư nhân của Bạch gia. Nếu các ngươi không đi, các ngươi chính là có ý đồ bất chính muốn nhìn trộm cơ mật của Bạch gia, có giết chết các ngươi cũng không oan uổng. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Đúng là ngớ ngẩn, Hạ Thiên lười lãng phí thời gian với hai tiểu lâu la, vợ tiểu tiểu dương, không cần để ý đến bọn họ nữa, chúng ta cứ vào thẳng là được. Bảo Tiêu cao lớn rút súng bên hông chỉ vào Hạ Thiên, người tiến lên một bước thử xem. Bành! Lời còn chưa dứt, người đã bay ra ngoài. Các ngươi, Bảo Tiêu mày rậm đột nhiên biến sắc, vừa móc súng vừa nhấn còi báo động trước cửa, có người xâm nhập, mau chóng tập, a! À. Hạ Thiên tiện tay ném người này ra xa, sau đó ôm eo Dương San tiến vào cửa. Vừa đi chưa được hai bước, 10 Bảo Tiêu từ 4 phương 8 hướng lao ra, cùng nhau ngăn trước người Hạ Thiên và Dương San, riêng phần mình cầm súng mà mắng các ngươi là ai. Đứng lại cho ta. Nếu còn tiếp tục bước về phía trước một bước, đừng trách chúng ta nổ súng. Muốn chết thì cứ đến. Dương San một lần nữa giải thích, chúng ta được Bạch Vạn Bang Bạch Lão gia tử mời đến, các ngươi tốt nhất nên hỏi cho rõ ràng. Đánh giám, có người hô to, khách của Bạch Lão đã đến từ sớm rồi. Xe của Bạch Lão vẫn còn chưa đến. Nói không chừng bọn họ chính là người đã bắt cóc Bạch Lão. Ta chẳng quan tâm bọn họ là ai, dám xông vào nơi này, tất cả giết chết hết. Trong đám người thỉnh thoảng có người lên tiếng. Dương San cảm giác sự việc không đơn giản, nhất định có người đang quậy phá. Ta ghét nhất là bị người ta dùng súng chỉ vào. Hạ Thiên khó chịu nói, đúng là một đám ngớ ngẩn. Tất cả cút hết cho ta. Đám hộ vệ kia nghe được lời Hạ Thiên nói, tất cả đều tức không chịu được, có người còn trực tiếp bắn một phát vào đầu hắn. A, à, người nổ súng lập tức bị trúng đạn, bay thẳng ra ngoài, không còn thở nữa. Những người khác nhìn thấy cảnh này, không khỏi bị chấn trụ. Còn đứng thất thần ra đó làm gì, bắn chết hắn cho ta. Trong lúc đám Bảo Tiêu còn đang sửng sốt, từ đằng xa vang lên giọng nói của một nam nhân, mau giết chết bọn họ cho ta. Nếu không, người ta còn tưởng rằng Bạch gia chúng ta dễ khi dễ, a. À. Vừa mới nói xong, một bóng người từ đằng xa bay lên, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Dương San định thần nhìn lại, phát hiện là một nam nhân trẻ tuổi khoảng hơn 20, gương mặt chỉ toàn là sự kiêu ngạo. Ngươi là tên ngốc từ đầu chui ra thế? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, thuận miệng hỏi. Dương San nhìn người này một chút, cảm thấy rất lạ mắt nhưng từ diện mạo nhìn lại. Lại thấy có mấy phần giống Bạch Vạn Bang. Ta không phải đồ ngốc, ta là Bạch Thiên Minh. Người kia xoay người nhảy lên, nói với Hạ Thiên, ta biết ngươi là ai. Đại ca, tam ca, còn có Đình Đình đều ăn thiệt trong tay ngươi nhưng ta thì không sợ ngươi đâu. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi có sợ ta hay không liên quan gì đến ta, ta cũng lười để ý đến mấy thứ ngu ngốc như ngươi lắm. Nhưng nếu ngươi xuất hiện là để ăn đòn, ta sẽ thỏa mãn cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Gương mặt Bạch Thiên Minh lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh lùng nói, Hạ Thiên, ngươi đừng có mà cản rỡ. Các ngươi giết cha ta xong lại còn muốn giết ta. Dương San sửng sốt, cha ngươi chết rồi. Các ngươi giả bộ gì thế? Bạch Thiên Minh cười nhạo, các ngươi ngồi chung xe với cha ta, bây giờ không thấy cha ta đâu, còn các ngươi thì đến đây, không cần nói cũng biết, cha ta bị các ngươi giết chết rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, đúng là ngu đến mức không còn thuốc nào chữa được. Cũng chỉ vì chuyện như thế. Dương San cảm thấy có chút buồn cười, kết luận này của ngươi thật sự có chút kỳ quái. Không có bằng chứng thì nhất định quy chụp cho chúng ta giết Bạch Lão. Các ngươi đừng có nghe nhìn lẫn lộn. Bạch Thiên Minh vô cùng chắc chắn nói, nếu các ngươi không giết, vậy tại sao chỉ có các ngươi trở về còn cha ta thì không thấy bóng dáng đâu, hơn nữa còn không nghe điện thoại. Trên đường đi, chúng ta xác thực đã gặp chuyện ngoài ý muốn. Biểu hiện của Dương San khá lạnh nhạt, nhưng vẫn giải thích, tuy nhiên, Bạch Lão cũng không có. Bạch Thiên Minh cắt ngang lời Dương San, im miệng, ta không muốn nghe các ngươi rảo biện bất cứ lời nào. Dương San cau mày, cảm giác sự việc có chút không đơn giản. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng không cần giải thích với tên ngu ngốc này làm gì đâu. Hạ Thiên nhếch miệng. Hờ hững nói, tên ngốc này và Bạch Thiên Tiếu là cùng một bọn đấy. Bạch Thiên Minh bị lời nói của Hạ Thiên chọc giận, người nói ai ngớ ngẩn và ngu xuẩn. Ta thấy người mới là ngớ ngẩn và ngu xuẩn đấy. Chuyện cho đến bây giờ, các ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Hắn ta càng nói càng lớn tiếng, nói cho các ngươi biết, một ngày còn Bạch Thiên Minh ta, các ngươi đừng hòng tiến vào hồ thấm nguyệt nửa bước.
ngay từ đầu chúng ta cũng chẳng có hứng thú đối với Hồ Thấm Nguyệt. Dương San thản nhiên nói, là Bạch Vạn Bang mời chúng ta đến, người có ý kiến gì thì cứ nói với ông ta. Bạch Thiên Minh bỗng nhiên dương dương tự đắc, hừ, nói dễ nghe quá. Không phải các người bị lộ tẩy rồi sao? Lộ tẩy, Dương San không khỏi cảm thấy khó hiểu, đầu óc của ngươi không sao chứ? Còn muốn giả ngu, Bạch Thiên Minh nhếch miệng cười lạnh, các người bảo ta đi tìm cha ta, nhưng ông ấy rõ ràng đã bị các người giết chết, những gì các người nói hoàn toàn không có đối chứng, đúng là giỏi tính toán. Dương San thật sự thất vọng đối với trí thông minh của người kia, được rồi, người thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Ta chỉ nhắc nhở ngươi một câu, cha của ngươi chưa chết, ngươi huyên náo như vậy, lát nữa lão nhân gia ông trở về, để xem ngươi xử lý như thế nào. Hừ, sắp chết đến nơi mà còn nói hưu nói vượt. Ánh mắt Bạch Thiên Minh đảo vòng vòng nhưng rất nhanh vẫn giữ vững thái độ của mình, vung tay về phía sau, tất cả mọi người chuẩn bị nghe hiệu lệnh của ta, bắn hai người kia thành cái sảng cho ta, báo thù cho cha, đồng thời xả ngụm ác khí cho đám người đại ca. Đám hộ vệ đứng sau lưng Bạch Thiên Minh đều chỉ họng súng vào Hạ Thiên và Dương San, người nào cũng vận sức chờ phát động. Nếu các ngươi đã muốn chết, vậy sẽ như các ngươi mong muốn. Hạ Thiên cũng chẳng kiên nhẫn lãng phí thời gian với đám người này. Dương San không khỏi lắc đầu, nói với Bạch Thiên Minh, ngay cả Bạch Thiên Tiếu cũng đã chết, ngươi còn vùng vẫy dẫy chết ở đây có ý nghĩa gì cơ chứ? Ngươi nói cái gì, Tiếu ca chết rồi, không thể nào. Hắn ta rõ ràng, Bạch Thiên Minh nghe Dương San nói xong, không khỏi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, vậy thì tội các ngươi lại thêm một cái. Các ngươi quả nhiên quá hung tàn, ngay cả Tiếu ca cũng không thoát khỏi ma chảo của các ngươi. Hắn ta không nói thêm câu nào, cả người nhảy về sau một cái, lại bổ nhào mấy cái vượt qua một bức tường cao, chỉ vào Hạ Thiên và Dương San, khai hỏa, tiễn bọn chúng về Tây Thiên cho ta. Cộc cộc cộc. Đám hộ vệ kia lập tức bóp cò súng, đạn như mưa bay thẳng về phía Hạ Thiên. Chỉ tiếc, hơn nửa ngày sau, Hạ Thiên và Dương San vẫn bình yên vô sự đứng im tại chỗ, gương mặt chỉ toàn là sự khinh miệt. Cái gì? Bạch Thiên Minh sửng sốt, lập tức mắng to đám hộ vệ, tất cả đều là thùng cơm, mắt mù hết rồi sao? Nổ cho hết đạn mà toàn bắn hụt. Đám hộ vệ kia kinh ngạc không thôi, bởi vì bọn họ rõ ràng bắn rất chuẩn. Hạ Thiên lười biếng nói, đám rác rưởi các ngươi, đoán chừng ngay cả góc áo của vợ Tiểu Tiểu Dương còn chưa đụng tới được, lại còn muốn giết ta. Đúng không, vậy ta sẽ tăng thêm lực cho ngươi. Bạch Thiên Minh đại khái cũng đã sớm có sở liệu, lập tức vẫy tay, tất cả ra ngoài hết đi, để Hạ Thần Y mở mang kiến thức một chút, để hắn tận mắt nhìn thấy nội tình Bạch gia ta. Nghe Bạch Thiên Minh nói xong, chỉ thấy 10 vệ sĩ áo trắng hông đeo trường kiếm nhảy lên. Bao vây Hạ Thiên và Dương San. Tất cả đều là vệ sĩ trảm tiên mà Bạch gia chúng ta bồi dưỡng ra được, chuyên dùng để đối phó loại người các ngươi. Bạch Thiên Minh nở nụ cười khinh miệt, ta biết hai người các ngươi cũng có chút bản lãnh, hình như còn là tu tiên giả. Tuy nhiên, các ngươi không nên tự cho là đúng. Bạch gia chúng ta là thế gia tu tiên, tổ tiên còn là trưởng môn phái Tuyết Sơn. Dương San cười nhạt, vậy vì sao bây giờ lại không phải? Ai hỏi vấn đề này, người đó sẽ chết. Bạch Thiên Minh ra lệnh cho đám vệ sĩ áo trắng, lên, làm thịt nữ nhân kia trước tiên cho ta. 10 vệ sĩ áo trắng nghe được mệnh lệnh, lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh kiếm toàn thân trắng như tuyết, không giống bất cứ một loại kim loại nào, rất mỏng nhưng lại cứng, hơn nữa trên chuôi kiếm còn treo một lá bùa màu đỏ. Điều quỷ dị chính là, sau khi rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, lập tức một luồng khí tức lạnh thấu xương tản ra. Hoàn cảnh vốn đã rét run, bây giờ lại khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào hầm băng. Ông xã, những thanh kiếm kia hình như có vấn đề. Dương San nói, kiếm thì miễn cưỡng được xem là tạm ổn, đáng tiếc người dùng lại toàn là hàng giả. Hạ Thiên lạnh lùng nói, Bạch gia cũng nghèo quá, người biết dùng kiếm không thuê nổi, chỉ biết treo tờ giấy rách cho đủ số. Đây là phù kiếm. Cái đầu nhà quê ngươi thì biết cái gì? Bạch Thiên Minh tức giận đến mức chửi ầm lên, đây chính là thần kiếm trấn phái của phái Tuyết Sơn, băng phách kiếm phủ kiếm, giết hai người các ngươi đã là đại tài tiểu dụng rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, rác rưởi mà thôi, hàng giả thì chính là hàng giả, dùng không nổi thì là dùng không nổi. Nói thẳng ra mới không bị mất mặt. Mẹ kiếp,
giết chết bọn họ cho ta. Bạch Thiên Minh tức giận đến mức nghiến răng, mau tháo bọn họ thành tám khối, chém thành muôn mảnh. Rõ. Đám vệ sĩ áo trắng lập tức chia thành hai tổ, tách Hạ Thiên và Dương San ra, quyết định tiêu diệt từng bộ phận. Dương San tuyệt không sợ đám vệ sĩ này, nhưng đối với cái gọi là phù kiếm thì hơi lo lắng một chút, cho nên nàng lựa chọn tránh mũi nhọn. Đám vệ sĩ áo trắng lập tức thừa cơ truy kích, phù kiếm múa đến kín không kẽ hở, phong bế đa số đường lui của Dương San, chỉ chờ nàng tiến vào trong kiếm trận. Về phần Hạ Thiên, hắn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện né tránh, nhượng bộ hay phản kích, chỉ đứng im bất động. Phốc phốc phốc, vài tiếng vang nhẹ vang lên, lập tức đâm Hạ Thiên xuyên thấu như con nhím. Ha 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 ha, Bạch Thiên Minh nhìn tình huống, trong nháy mắt phình bụng cười to, với chút thực lực đó của ngươi mà cũng dám xưng là đệ nhất thiên hạ, đúng là cười chết người. Ta thấy ngươi ngay cả con gà nhép cũng không bằng, chẳng hiểu vì sao đại ca, tam ca lại bại dưới tay ngươi. Ngươi được ca ngợi đến lợi hại như vậy còn không phải chết trong tay của ta sao? Trong lúc Bạch Thiên Minh đang cười không dứt, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lười biếng vang lên bên tai của hắn ta, ngươi nói ai chết trong tay ngươi? Cái gì? Bạch Thiên Minh sợ hãi cả kinh, xoay người nhìn lại, phát hiện Hạ Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh hắn ta, tại sao ngươi? Một giây sau, hắn ta nhìn về phía Hạ Thiên đang đứng, chỉ còn lại một đạo tàn ảnh theo gió tiêu tán. Đám phù kiếm đâm về phía Hạ Thiên đều đâm thủng người xuất kiếm. Phốc! Đám vệ sĩ áo trắng đều không rõ ràng cho lắm, tất cả mở to mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi, lập tức thổ huyết ngã xuống đất. Cùng lúc đó, Dương San rất nhanh đã quen với hàn ý phù kiếm phát ra. Chỉ cần né tránh mũi nhọn, giải quyết người là được. Rất nhanh, nàng đã dần dần đánh bại đám vệ sĩ áo trắng. Không thể nào, Bạch Thiên Minh kinh ngạc. Thật sự không thể nghĩ ra được, đây chính là băng phách kiếm phủ kiếm. Cho dù chỉ có 1% uy lực, nhưng hàn khí mà nó phát ra cũng đủ đông cứng các ngươi, vì sao các ngươi lại không có việc gì? Hạ Thiên cười nói, bởi vì ta là băng hỏa linh thể. Thứ hàn khí này đối với ta mà nói chẳng những không nguy hại mà còn được xem là thuốc bổ. Trên thế giới có loại thể chất đó sao? Nghi hoặc dần dần tan đi trong mắt Bạch Thiên Minh. Nhưng thay vào đó là sự hoảng sợ, rất nhanh lại chỉ vào Dương San, nhưng tại sao nàng ta lại không có việc gì? Hạ Thiên thành thật đáp, nàng ấy là nữ nhân của ta sao có thể để nàng ấy xảy ra chuyện? Được, ta nhận thua, ánh mắt Bạch Thiên Minh hiện lên sự giãy giụa, nhưng rất nhanh từ bỏ, hồ thấm nguyệt tùy các ngươi ra vào, ta mặc kệ. Giữ được rừng không lo không có củi đốt, về sau sẽ có a. Bốp, một cái tát vang dội. Bạch Thiên Minh còn chưa nói xong, gương mặt đã ăn một cái tát của Hạ Thiên, trong nháy mắt mặt sưng như đầu heo. Ngươi đánh ta. Bạch Thiên Minh không thể tin được, ngươi dám đánh ta, ngươi có còn đạo nghĩa giang hồ hay không? Ta đã nhận thua mà ngươi còn đánh ta. Đầu óc của ngươi quả nhiên có bệnh. Hạ Thiên nhếch miệng, cái gì là đạo nghĩa giang hồ cầu thí, liên quan gì đến ta? Nếu ngươi muốn giết ta, vậy ngươi cũng đừng trách ta đánh chết ngươi. Bạch Thiên Minh mở to mắt, ngươi muốn giết ta. Ngươi hỏi rất thú vị. Dương San tức giận đến bật cười, ngươi sắp xếp chiến trận này là để giết chúng ta, tại sao lại lẽ thẳng khí hùng đến như vậy? Bây giờ đến phiên ngươi, ngươi lại lộ ra vẻ mặt này. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đúng, chỉ đùa một chút thôi. Bạch Thiên Minh bị dọa đến mức cả lăm, vội vàng ngụy biện, thật ra. Ta vẫn cho rằng điều chính xác duy nhất mà cha ta làm được chính là mời hai vị đến hồ thấm nguyệt. Đại ca ta đã sớm có hai lòng, muốn giết cha ta, sau đó chiếm lấy gia tộc và tập đoàn. Lần này giết chết các ngươi là do bọn họ sai ta làm. Ta không thích làm bạn với bọn họ, chỉ cần các ngươi nói một câu, bây giờ ta mang các ngươi đi tìm bọn họ tính sổ. Ngươi đúng là phủi sạch không còn một mảnh, vừa rồi thái độ của ngươi cũng không phải như vậy. Dương San lạnh giọng nói. Bạch Thiên Minh quỳ xuống trước mặt Hạ Thiên và Dương San, Hạ Thần Y, Dương Tiểu Thư, ta thật sự không có sát tâm với các ngươi, hết thảy chỉ là bất đắc dĩ, thật sự là do người khác bức ta. Nếu ta không làm theo, chẳng những ta sẽ mất mạng, ngay cả Đình Đình cũng mất mạng luôn. Ta thích Đình Đình, tuyệt đối không thể để cho nàng ấy xảy ra chuyện. Đình Đình, Dương San sửng sốt, chính là Phong Đình Đình thích Bạch Thiên Hào đó à? Đúng,
Bạch Thiên Minh lộ ra biểu hiện đáng thương, ta biết nàng ấy không thích ta, chỉ thích tam ca của ta, nhưng ta không ngại. Nàng ấy chính là mạng, là thần của ta, là tất cả mọi thứ của ta. Chỉ cần nàng ấy bình yên, ta cái gì cũng có thể đồng ý. Đại ca ta đã bắt Đình Đình đi, sau đó bắt ta làm như thế này. Ta và các ngươi không cừu không oán, xưa nay ta cũng không được cha ta coi trọng. Thật ra ông ấy có chết hay không cũng không quan trọng đối với ta. Làm sao ta có thể hận các ngươi được? Dương San nhất thời im lặng. Chỉ cần các ngươi tha mạng cho ta, bây giờ ta dẫn các ngươi đi tính sổ với đại ca ta. Bạch Thiên Minh dập đầu với Hạ Thiên và Dương San, nếu như các ngươi có thể tiện tay cứu luôn Đình Đình, ta còn có thể giúp các ngươi giết những người khác của Bạch gia. Đến lúc đó, toàn bộ gia sản Bạch gia tặng cho các ngươi hết a. À. Hạ Thiên một cước đạp tới, liếm chó rất đáng thương nhưng ngươi thì thật sự rất buồn nôn. Bành! Chẳng qua khi Hạ Thiên vừa mới chạm đến Bạch Thiên Minh, một tiếng nổ vang lên, trong phạm vi mấy mét đều bị nổ thành một cái hố cực lớn. Lần này hắn chết chắc. Từ đằng xa, tại tầng cao nhất biệt thự ven hồ, có ba bóng người đang nhìn chằm chằm tình huống bên này. Trong đó có một nam nhân trung niên to mọng nhìn vụ nổ, không khỏi vỗ tay kêu lên. Ông ta chính là con trai lớn của Bạch Vạn Bang Bạch Thiên Hùng. Trước đó, bởi vì nữ nhân Lệ Lệ Á, ông ta đã từng có xung đột với Hạ Thiên. Kết quả, ông ta chẳng những mất đi dã nhân bảo tiêu vô cùng quý giá, mà còn bị Bạch Vạn Bang cưỡng chế về nhà bế môn hối lỗi. Khi người này xuất hiện ở đây, hiển nhiên là ông ta đã không coi Bạch Vạn Bang ra gì. Chết cũng tốt, không chết cũng không sao. Một nam nhân mặc áo bào xanh đứng sau lưng Bạch Thiên Hùng khinh thường nói, Bạch lão đệ, chỉ cần có ta ở đây, kẻ này không đáng để lo. Bạch Thiên Hùng nghe xong, không khỏi bớt lo lắng, đó là đương nhiên rồi. Mã huynh là đại đệ tử hoàng trưởng môn phái Thiên Sơn, thân phận đáng được tôn sùng đến cỡ nào, thực lực vô cùng mạnh mẽ, làm sao đám dã tặc kia có thể so sánh được. Tiểu tử kia xác thực có chút bản lãnh, nam nhân áo bào xanh khoát tay. Cũng không vì thế mà kiêu ngạo, sư đệ của ta Hoàng Thiết Thiền rất có khả năng chết trong tay hắn. Chuyện này nhất định phải tìm tiểu tử đó hỏi cho rõ ràng. Bạch Thiên Hùng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thuận miệng hỏi, ta cũng đã từng gặp Thiết Thiền. Mặc dù vẫn còn kém ngươi một bậc nhưng cũng không đến mức bị Hạ Thiên giết chứ. Mặc dù ông ta đã từng lĩnh giáo qua sự lợi hại của Hạ Thiên nhưng trong tiềm thức vẫn không coi Hạ Thiên ra gì. Chủ yếu cách nói chuyện và hành động của Hạ Thiên cũng không quá mức ép buộc người khác, tổng mang đến cho người ta một cảm giác uể oải, giống như chỉ cần chăm chú một chút, nghiêm túc hơn một chút là hắn sẽ chết vậy. Lúc này, nữ nhân mặc váy đỏ đứng đằng sau hai người nhìn không được liền nói, này, chẳng lẽ hai người không quan tâm an nguy của Bạch Thiên Minh sao? Có gì mà phải quan tâm, tiểu tử kia đã sớm có hai lòng, còn tưởng rằng ta không biết. Bạch Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, giọng nói vô cùng khinh thường, nếu ta không tính toán hắn ta sớm muộn gì cũng tính toán ta. Bây giờ để hắn ta đồng quy vu tận với Hạ Thiên đã là nể mặt hắn ta lắm rồi. Nữ nhân váy đỏ lắc đầu, cảm khái nói, quả nhiên người trong thế gia đại tộc đều là súc sinh. Đừng nói nhân tình, thậm chí ngay cả nửa điểm nhân tính cũng không có. Nói như ngươi không phải người thế gia vọng tộc vậy. Bạch Thiên Hùng khinh thường nhìn nữ nhân váy đỏ, Vu Tiên Cô, ta bỏ ra nhiều tiền mời ngươi đến đây cũng không phải nghe ngươi mắng ta. Nữ nhân váy đỏ khẽ cười nói a, à, nói cũng phải, lấy tiền thì phải làm việc, chuyện khác không liên quan đến ta. Quả nhiên không chết, con ngươi nam nhân áo bào xanh bỗng dưng co rụt lại, nhìn về phía xa tuy nhiên, đại hán kia là ai? Đại hán, Bạch Thiên Hùng nghe xong, không khỏi sinh nghi, sau đó đưa mắt nhìn sang. Nhìn thấy tình huống khiến ông ta muốn thổ huyết, đó vốn là Đạt La Trà bảo tiêu của ta, là dã nhân núi tuyết cực kỳ hiếm thấy. Cách đó không xa, Hạ Thiên và Dương San vẫn bình yên, chẳng những không chết, thậm chí trên người còn không có một chút tổn thương nào. Lúc này, cũng không phải Hạ Thiên ra tay, mà là có người bỗng nhiên xuất hiện che lại cho hắn và Dương San. À, Thiết Kim Cương, ngươi không sao chứ? Dương San nhìn thoáng qua cự nhân đang che chắn trước mặt nàng và Hạ Thiên, rõ ràng là tiểu đệ Hạ Thiên đã thu trước đó. Lúc trước hắn ta có tên là Đạt La Trà, bây giờ đổi tên thành Thiết Kim Cương, nhũ danh Tiểu Hoàng. Thiết Kim Cương kêu lên một tiếng đau đớn, không nói gì. Hạ Thiên cười nói,
vợ tiểu tiểu Dương, nàng yên tâm đi. Tiểu hoàng da dày thịt béo, trình độ nổ như thế không thương tổn được hắn ta đâu. Hừ, Thiết Kim Cương quát khẽ một tiếng, bỗng dưng vung mạnh hai cánh tay, trong nháy mắt xua tan nhiệt lực và tàn lửa chung quanh. Về phần Bạch Thiên Minh, hắn ta đã bị tàn phế hơn nửa người, ngã trên mặt đất, ánh mắt mở to, chết không nhắm mắt, nhưng hắn ta đã chết đến mức không thể chết hơn. Lấy nhân mạng ra làm trò đùa, đám người kia đúng là không có chút nhân tính. Dương San nhìn thấy thảm trạng của Bạch Thiên Minh, cho dù nàng cũng rất xem thường người này nhưng cũng vạn lần không nghĩ đến có người có thể làm ra chuyện phát dổ đến như vậy. Hạ Thiên nhếch miệng, ngu ngốc thì làm gì có nhân tính. Dung lượng não của bọn họ cũng chỉ dùng để trang trí mà thôi. Ông xã, tuyệt đối không được bỏ qua người đứng đằng sau. Dương San căm hận nói. Hạ Thiên thuận miệng nói, đương nhiên không thể bỏ qua, hơn nữa còn phải để cho đám ngu ngốc đó biết kết quả chọc giận ta là như thế nào. Dương San gật đầu, đi, chúng ta đi tìm chỗ ẩn thân của đám người kia đi. Không cần tìm, bọn họ đang ở chỗ kia. Hạ Thiên tiện tay chỉ về một hướng. Dương San thuận theo hướng Hạ Thiên chỉ nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy một biệt thự ven hồ, có ba người đang đứng trên đó. Trong đó có một người nhìn rất quen mặt. Dương San lạnh lùng nói, lại là ông ta, trước đó không phải Bạch Lão đã yêu cầu ông ta bế môn hối lỗi rồi sao? Ông ta không có đi. Thiết Kim Cương im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, hơn nữa ông ta còn đi tìm sự giúp đỡ. Một nam một nữ kia không dễ chọc đâu. Dương San có chút ngoài ý muốn nhìn Thiết Kim Cương, người biết lai lịch của hai người đó sao? Biết một chút, Thiết Kim Cương nói, nam là người của Phái Thiên Sơn. Nữ chính là tiên cô ở Thục Trung Sơn. Phái Thiên Sơn, Hạ Thiên ngược lại thoáng có chút ấn tượng nhưng cũng không để trong lòng, xem ra, ta phải tranh thủ thời gian đến Thiên Sơn một chuyến, xử lý cái đám ngu ngốc chuyên gây sự với ta. Dương San cảm thấy nghi ngờ về vị tiên cô Thục Trung Sơn, tiên cô đó là ai? Tu tiên giả sao? Không phải, mà cũng phải. Thiết Kim Cương lắc đầu, hắn ta vừa xuống núi chưa được bao lâu, từ ngữ biết không nhiều. Nhất thời không biết biểu đạt như thế nào. Hạ Thiên nói, đơn giản chỉ là đám người giả thần giả quỷ. Vợ tiểu tiểu Dương, nàng không cần để ý. Nếu có thể được Bạch Thiên Hùng mời, nhất định là có chút bản lãnh, chúng ta nên cẩn thận thì hơn. Dương San cũng biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng nàng không thể lúc nào cũng dựa vào Hạ Thiên. Nàng nhất định phải nhanh chóng học cách chiến đấu, như vậy mới có thể giúp đỡ Hạ Thiên. Ba người kia hiển nhiên cũng phát hiện ánh mắt của Hạ Thiên và Dương San. Nam nhân áo bào xanh bỗng nhiên đưa tay ra ngoài chỉ Hạ Thiên, hơi cong ngón tay lên, ý khinh miệt không cần nói cũng hiểu. Phu tiên cô không hiểu hỏi, Mã Thiết Hà, ngươi làm cái gì vậy? Nếu chọc giận hắn, ngươi chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Điều ta muốn chính là chọc giận hắn. Nam nhân áo bào xanh cười lạnh, tiện tay chỉ vào đầm nước nhỏ gần đó, nếu hắn vì thế mà bị chọc giận. Sau đó vọt thẳng tới, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bạch Thiên Hùng lập tức hiểu được ý trong lời nói của nam nhân áo bào xanh, Mã Huynh, người nói chính là muốn hắn nếm thử tư vị thứ nước nặng không vị trong hồ. Bên trong đầm nước đó có gì đặc biệt à? Phu tiên cô vẫn không hiểu. Bạch Thiên Hùng thuận miệng nói, cái ao đá nhỏ này chính là nước hồ Thấm Nguyệt. Nước ở đó rất cổ quái, có linh khí nhưng cũng rất quỷ dị. Nếu không có phương pháp, trực tiếp bước qua, ha ha, vậy thì sẽ rất thú vị. Bạch gia chúng ta chết mười mấy người mới hiểu rõ quy luật trong đó, trong khi Hạ Thiên này lại là người lỗ mãng. Thử một chút thôi, dù sao cũng không tổn thất cái gì. Nam nhân áo bào xanh mỉm cười, nếu có hiệu quả chẳng phải sẽ bớt cho chúng ta hơn phân nửa phiền phức sao? Ý kiến hay, Bạch Thiên Hùng nheo mắt, cũng lớn tiếng quát mắng Hạ Thiên, Hạ Thiên, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ai cũng không cứu được ngươi. Nếu bây giờ ngươi đến, quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, có lẽ ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dương San tức giận đến mức nghiến răng, người này đúng là kỳ hoa. Trước đó chúng ta thả cho ông ta một ngựa, bây giờ ông ta chẳng những không cảm ơn chúng ta, lại còn nói ra những lời này. Vợ tiểu tiểu Dương, không cần tức giận với người chết. Hạ Thiên lắc đầu, cảm thấy khó hiểu, vợ tiểu tiểu Dương. Thế giới này tốt đẹp như thế, nàng nói vì sao lại luôn có người vội vàng muốn chết nhỉ? Khả năng là do bọn họ cảm thấy mình là chủ nhân của thế giới này. Dương San đáp,
Thiết Kim Cương đưa tay chỉ đầm nước cách đó không xa, nước đó rất cổ quái, qua không được đâu. Qua không được, Dương San sửng sốt, không rõ hắn ta nói vậy là có ý gì. Thiết Kim Cương cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ lặp lại, có cái gì đó rất quái lạ. Ông xã, để ta qua đó kiểm tra một chút. Dương San nói xong với Hạ Thiên một tiếng, sau đó tiến lên mấy bước đến bên cạnh đầm nước. Vừa mới đến gần, lập tức có hơi nước lượn lờ đập vào mặt, khiến cho tầm mắt của nàng trở nên mơ hồ. Hơi nước này giống như sống, sau khi dính lên thì ngưng tụ thành bọt nước. Đám bọt nước này rất nhanh liền thành một mảnh. Chưa đến nửa phút, cả người Dương San đã bị một màn nước bao phủ. Sau đó, Dương San cũng cảm giác được sự không ổn. Đám hơi nước bắt đầu thẩm thấu vào trong cơ thể của nàng, hô hấp dần dần trở nên chậm hơn. Sao? Lúc này, Dương San muốn rút lui cũng đã muộn. Màn nước đã hoàn toàn bao phủ nàng, hơi nước trong đầm vẫn không ngừng dính vào. Ha ha, nữ nhân kia thật ngu xuẩn. Bạch Thiên Hùng đứng đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi vỗ tay, cũng dám đặt mình vào nguy hiểm, hay là không biết nguy hiểm thật. Chết tốt lắm, chết chìm trong hơi nước như vậy là tốt nhất. Nam nhân áo bào xanh cũng không cảm thấy thương tiếc, nữ nhân kia rất đẹp. Đáng tiếc. Đúng là đáng tiếc, nữ nhân đó đẹp thì đẹp thật nhưng lại cứ khăng khăng theo sát Hạ Thiên. Bạch Thiên Hùng phun một bãi nước bọt, chết thì tốt hơn. Phun xong, ông ta vẫn chưa hết giận, cao giọng đổ thêm dầu vào lửa với Hạ Thiên. Hạ Thiên, nữ nhân của ngươi sắp chết rồi kìa, ngươi không có cách gì sao? Ngươi còn xưng mình là thiên hạ đệ nhất, chẳng qua chỉ là cậu thí. Hạ Thiên, ngươi chẳng qua cũng chỉ có bấy nhiêu. Nếu ngươi có gan, bây giờ qua đây đi. Ngươi dám không? Hay là ngươi không dám đến hoặc ngươi không qua được? Nếu ngươi có thể qua đây, lão tử sẽ quỳ xuống ngay tại chỗ cho ngươi giết, ha 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 ha. Một giây sau, thân hình Hạ Thiên lóe lên, trong nháy mắt phá vỡ màn nước, ôm Dương San xuất hiện bên cạnh Bạch Thiên Hùng. Ngươi vừa mới nói cái gì? Hạ Thiên cười hỏi. Tiếng cười của Bạch Thiên Hùng trong nháy mắt im bặt, khó có thể tin quay lại nhìn Hạ Thiên, ngươi. Hạ Thiên lười biếng nói, vừa nãy ngươi nói sẽ quỳ xuống cho ta giết đúng không? Bạch huynh, không cần sợ hãi. Nam nhân áo bào xanh lập tức ngăn trước mặt Bạch Thiên Hùng, thản nhiên nói, có ta ở đây, hắn tuyệt đối không gây thương tổn được cho ngươi. Ngươi là tên ngốc nào thế? Hạ Thiên hỏi. Nam nhân áo bào xanh cười nhạt, ta tên Mã Thiết Hà, đại đệ tử thủ tịch phái Thiên Sơn. Chưa từng nghe nói qua. Hạ Thiên nhếch miệng. Phái Thiên Sơn các ngươi có phải rảnh đến nhức cả trứng, luôn thích làm ra chuyện tìm chết này hay không? Ha ha, Hạ Thiên, ngươi đúng là đủ ngạo mạn. Nam nhân áo bào xanh chắp tay sau lưng, thái độ vừa khinh miệt vừa ngạo nghễ, ta đoán ngươi khẳng định đã sớm biết ta là ai, thậm chí còn âm thầm phái người điều tra ta. Bây giờ ngươi lại giả bộ như không quen biết, đúng là buồn cười. Hạ Thiên nghe xong, lập tức nhận ra tên kia thật sự là một tên ngớ ngẩn. Trong nháy mắt đánh mất hứng thú giao lưu, người cút sang một bên. Nếu không, ta thu thập luôn cả ngươi. Hừ, ngươi có bản lãnh đó sao? Nam nhân áo bào xanh nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bạch Thiên Hùng nhanh chóng từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, lớn tiếng quát mắng Hạ Thiên và Dương San. Ha ha, Hạ Thiên, ngươi tưởng mình vô địch thiên hạ sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, Mã Huynh chính là cao đồ phái Thiên Sơn, tu vi cao thâm. Võ công lại càng tuyệt hạng. Bây giờ ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Hạ Thiên cảm khái lắc đầu, đầu óc ngu ngốc quả nhiên vĩnh viễn không bao giờ có bất kỳ tiến bộ nào. Bạch Thiên Hùng, trí nhớ của ngươi kém thật. Dương San nhìn không được lạnh giọng nhắc nhở, nhanh như vậy mà ngươi đã quên mình quỳ trên mặt đất cầu xin ông xã ta tha mạng chó cho ngươi sao? Đánh giám, Bạch Thiên Hùng đương nhiên sẽ không thừa nhận. Đổ hết trách nhiệm lên người cha không rõ sống chết, đó là vì cha ta ép ta, toàn bộ người Tuyết Thành đều biết ta là đại hiếu tử, đương nhiên sẽ không làm trái ý của lão nhân gia ông. Bằng không, các ngươi còn mạng đến hồ thấm nguyệt sao? Dương San có chút không nói nổi, lại càng thêm hiểu rõ loại người vô sỉ này một phần, đơn giản khiến người ta nhìn mà than thở. Vợ tiểu tiểu Dương, không cần thiết phải nói nhảm với loại người ngu ngốc đó. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, nếu bọn họ nhất định muốn chết, vậy thì tác thành cho bọn họ là được. Cũng đúng, cứ giải quyết hết một lần. Dương San gật đầu,
lúc này mới quay sang nhìn Vu Tiên Cô, ngươi và bọn họ là cùng một bọn sao? Vu Tiên Cô nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, ta nhận tiền đến đây trợ trận. Ý trong lời nói có chút lập lờ nước đôi, biểu đạt nàng ta đứng về phía Bạch Thiên Hùng, nhưng lại uyển chuyển biểu thị nàng ta sẽ không liều mạng. Dù sao cũng chỉ là lấy tiền làm việc mà thôi. Vu Tiên Cô, ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Thiên Hùng đương nhiên cũng nghe ra được ý tại ngôn ngoại, lập tức trách móc, ta bỏ ra 2.000 vạn mời ngươi đến, cũng không phải để ngươi đứng bên cạnh xem trò vui. Ngươi lên cho ta, không giết được Hạ Thiên, chẳng lẽ ngươi không giết được nữ nhân của hắn? Hai, thời buổi này kiếm tiền khó quá. Vu Tiên Cô chậm rãi đứng dậy nói với Hạ Thiên, Hạ Tiên sinh, ta và nữ nhân của ngươi khoa tay một chút, được không? Hạ Thiên nhếch miệng. Ngươi không phải đối thủ của vợ Tiểu Tiểu Dương đâu, ngươi nên trực tiếp đầu hàng đi. Nhận tiền, dù sao cũng phải đánh một trận mới được. Vu Tiên Cô thở dài, lông mày cau chặt, biểu hiện vô cùng bất đắc dĩ, ta xem như Hạ Tiên Sinh đã đồng ý. Nàng ta quay sang nói với Dương San, ba người bọn họ đánh nhau, nữ nhân chúng ta tìm nơi khác luận bàn. Dương nữ sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ông xã, để ta giải quyết nữ nhân này cho. Dương San cũng không muốn mình chỉ là một bình hoa vô dụng, chủ động nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nói, vậy nàng chơi cho đã đi, không cần lưu thủ, đánh chết nàng ta cũng chẳng có việc gì. Ông xã, chàng yên tâm đi, ta có chừng mực mà. Dương San gật đầu, sau đó nói với Vu Tiên Cô, ngươi chọn địa điểm đi. Đằng sau biệt thự có một mảnh đất trống, chúng ta ra đó đi. Vu Tiên Cô tiện tay chỉ một phương hướng, nói xong. Nàng ta đằng không bay lên, sau đó nhảy xuống biệt thự. Dương San cũng không chậm trễ, trực tiếp đi theo. Mẹ nó, tiền này tiêu thật không đáng. Bên trong lời nói của Bạch Thiên Hùng mang theo hỏa khí, thấp giọng phàn nàn một câu, sau đó nói với nam nhân áo bào xanh, Mã Huynh, người nhất định sẽ không bỏ qua đúng không? Nam nhân áo bào xanh cười nhạt, người yên tâm đi, Hạ Thiên giết sư đệ của ta. Cho dù ngươi không mời ta, ta sớm muộn gì cũng làm thịt hắn, báo thù cho Hoàng sư đệ. Sư đệ ngươi chính là cái tên Hoàng cái gì thiền gì đó sao? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, tên ngốc đó là do ta giết. Muốn báo thù, các ngươi cứ trực tiếp đến Giang Hải tìm ta là được, kết quả chẳng thấy ai đến, thật sự khiến người ta phải thất vọng. Các ngươi báo thù chỉ treo ngoài miệng thôi sao? Miệng lưỡi lợi hại thật, gương mặt nam nhân áo bào xanh trở nên dữ tợn. Phái Thiên Sơn chúng ta là danh môn đại môn, làm việc luôn nói đến danh chính ngôn thuận, xuất sư nổi danh, cho nên trưởng môn mới miễn cưỡng chế toàn bộ trên dưới trong phái không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi tưởng rằng uy danh của ngươi trấn nhiếp được người khác sao, đúng là buồn cười. Hạ Thiên không kiên nhẫn nói, ta lười quan tâm các ngươi có nguyên nhân gì. Ta phiền nhất chính là mấy chuyện này, cứ kéo mãi không dứt. Nếu có thêm một lần nữa, ta sẽ đến thẳng núi Thiên Sơn. Diệt sạch đám ngớ ngẩn các ngươi. Ha 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 ha, nam nhân áo bào xanh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nói với Bạch Thiên Hùng, Bạch Huynh, ngươi có nghe thấy không? Tiểu tử này nói muốn tiêu diệt phái Thiên Sơn chúng ta, ha ha ha. Bạch Thiên Hùng cũng cười đến ngập cả người, đập tay vào đùi, Hạ Thiên, ngươi đúng là đùa chết ta rồi. Người khác nói ngươi rất ngông cuồng, ta thấy ngươi chính là tự đại quá mức. Đừng nói phái Thiên Sơn. Nội phái Tuyết Sơn chúng ta thôi cũng có thể tiêu diệt tiểu tử ngươi rồi. Đây không phải tự đại mà chỉ là đang nói một sự thật. Hạ Thiên bĩu môi. Ha ha ha, đúng là cười chết người. Nam nhân áo bào xanh cười xong, biểu hiện nghiêm túc, âm ngoan nói, ban đầu, ta còn niệm tình ngươi là người tu hành. Cho dù giết ngươi cũng sẽ không trực tiếp hạ tử thủ mà sẽ lưu lại toàn thây cho ngươi. Bây giờ xem ra, hoàn toàn không cần thiết. Đối phó với loại cuồng đồ ngươi nên chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hạ Thiên cười nói, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi ra tay đi. Nếu ngươi không biết đánh nhau, ngươi cũng chỉ là khoe miệng mà thôi. Lão tử trước xé nát miệng của ngươi. Lúc này, nam nhân áo bào xanh bị sự khinh thường của Hạ Thiên chọc giận, tay phải như du long giò xét chộp vào cổ họng Hạ Thiên. Hạ Thiên chỉ nhẹ nhàng lui nửa bước, tránh đi một chưởng này. Thuận tiện chê bai một câu, quá chậm, với tốc độ đó, ngay cả áo của ta cũng không đụng đến được. Đã đến lúc ngươi khóc cho mà xem, nam nhân áo bào xanh hừ lạnh một tiếng, chạy như bay, đạp mạnh về phía trước,
trong nháy mắt thân hóa hư ảnh, vọt đến trước mặt Hạ Thiên, chết đi cho ta. Một trường này ngược lại nhanh như thiểm điện, gần như không cho Hạ Thiên bất kỳ thời gian phản ứng nào. Hừ, người chẳng qua cũng chỉ như vậy. Nam nhân áo bào xanh đưa tay nắm lấy yết hầu Hạ Thiên. Trong lúc đang định dùng sức, ông ta bỗng nhiên phát hiện không ổn. Nhìn kỹ lại, chẳng biết từ lúc nào người mà ông ta chộp lại biến thành Bạch Thiên Hùng, Bạch Huynh, tại sao lại là ngươi? Buông, buông ta ra. Bạch Thiên Hùng có chút thở không ra hơi, tay chân quơ lung tung. Nam nhân áo bào xanh thuận thế thả lỏng Bạch Thiên Hùng ra, sau đó nghiêng đầu, đột nhiên phát hiện Hạ Thiên đang chế giễu đứng cách đó không xa. Hạ Thiên cười nói, ngươi nên dùng sức giết chết tên ngốc đó, cũng có thể thay ta tiết kiệm được một số việc. Ngươi học được thân pháp này từ đâu? Nam nhân áo bào xanh kinh nghi bất định nhìn Hạ Thiên, vì sao ta nhìn thấy nó rất giống với cô Hồng Ảnh tung phiếu miểu phong phái Thiên Sơn chúng ta? Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên khinh thường nói, đây là phiếu miểu bộ của phiếu miểu tiên môn, chẳng có liên quan gì đến phái Thiên Sơn các ngươi. Cho dù có, cũng là thân pháp tổ tông phái Thiên Sơn các ngươi. Nam nhân áo bào xanh giận tím mặt, quát lớn, ngươi dám vũ nhục phái Thiên Sơn, bây giờ ta làm thịt ngươi. Có tuyệt chiêu gì thì cứ lấy ra. Hạ Thiên hờ hững nói, mấy chiêu thức bình thường không có tác dụng gì với ta đâu. Có nhìn cũng chẳng cảm thấy thú vị. Vậy thì thiếp của ta một thức tu di thần trưởng. Nam nhân áo bào xanh triển khai thân pháp, đề khí trong tay, một trưởng ảnh to như núi đánh ra. Hạ Thiên nhìn trưởng ảnh, cảm thấy có chút nghi ngờ, dường như có hương vị của phiếu miểu tiên môn nhưng rất nhạt, nhạt lắm, nhạt đến mức giống như không có. Hừ, chết đi cho ta. Sắc mặt nam nhân áo bào xanh đỏ lên, hẳn là đã phóng ra 7-8 phần linh khí. Bạch Thiên Hùng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhẹ giọng nhắc nhở, Mã Huynh, ngàn vạn lần lưu thủ. Nếu ngươi toàn lực đánh xuống một trường này, biệt thự của ta xem như bị hủy hoàn toàn. Nam nhân áo bào xanh cũng không quản được nhiều như vậy, một trường đánh về phía Hạ Thiên. Oanh! Cự trường nện xuống, nơi này Hạ Thiên đứng nhanh chóng sụp đổ, tạo thành một vùng phế tích. Đằng sau biệt thự, Dương San và Vô Tiên Cô còn chưa bắt đầu giao chiến đã nghe được tiếng nổ, không khỏi quay người nhìn lại. Bên kia đã bắt đầu rồi. Vô Tiên Cô mỉm cười, hứng thú giạt rào nói, hai, nhìn trường thế này, hẳn là Mã Thiết Hà đã chiếm thượng phong. Nói xong, nàng ta quay sang nhìn Dương San, chẳng lẽ người tuyệt không lo lắng cho an nguy của chồng mình? Chẳng có gì đáng lo cả. Dương San bình thản nhìn động tĩnh bên kia. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng động ầm ầm nhưng nàng không để trong lòng. Xem ra tình cảm của các ngươi cũng chẳng có gì đặc biệt. Phu Tiên Cô lắc đầu, có chút thất vọng nói, ta vốn cho rằng các ngươi rất yêu nhau mới đúng chứ. Dương San thản nhiên nói, chúng ta yêu sâu hay cạn cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Còn nữa, ta không lo lắng là bởi vì chồng của ta chính là vô địch thiên hạ, chỉ thế thôi. Vô địch thiên hạ, Phu Tiên Cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Lời này chẳng khác nào đám bác sĩ luôn tự nhận mình chữa khỏi bách bệnh. Trên thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có khả năng có người vô địch thiên hạ. Dương San gật đầu, đối với người khác mà nói, xác thực không có khả năng. Nhưng chồng của ta luôn làm những chuyện mà người khác không hề làm được. Ngươi đúng là trúng độc không nhẹ. Phu Tiên Cô thở dài, sau đó móc ra một con côn trùng to bằng móng tay, đây là vong yêu trùng. Người nuôi một con bên cạnh đi. Chưa đến 3 ngày, người có thể từ trong trạng thái ảo tưởng mà tỉnh lại. Người cho rằng ta trúng độc của chồng ta. Dương San hiểu ra, không khỏi có chút buồn cười, luận y thuật, người không bằng một phần vạn của chồng ta, đừng có múa dìu qua mắt thợ nữa. Phu Tiên Cô lại càng hứng thú hơn, trúng độc sâu như thế, Hạ Thiên xem ra chính là một kỳ nhân. Ta lại càng muốn biết người trúng độc gì, thậm chí còn muốn nếm thử một chút. Ngươi không xứng biết đó là độc gì. Dương San lạnh nhạt nói, càng không xứng trúng loại độc đó. Đúng là xa vào ác đồ mà không biết. Gương mặt Phu Tiên Cô hiện lên sự thương xót, lắc đầu cảm thán, nam nhân như vậy không đáng để ngươi yêu, càng không đáng cho ngươi thâm tình. Tình hải vô nhai, quay đầu là bờ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dương San nghe mấy lời nói cao thâm như vậy, không khỏi cười lạnh, còn tình hải vô nhai, quay đầu là bờ. Ngươi có tư cách gì mà độ người về bờ? Ánh mắt Phu Tiên Cô hiện lên sự thất vọng, Dương nữ sĩ,
chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có gì lạ sao? Có gì mà lạ, vẻ mặt Dương San giễu cợt. Ta nhìn gương mặt của ngươi, ngươi sẽ sống lâu nhưng mệnh chú định cô độc. Giọng điệu của Vu Tiên Cô vô cùng nhẹ nhàng, theo tướng mệnh mà nói, ngươi và Hạ Thiên hoàn toàn không có khả năng gặp nhau, bởi vì thiên đạo không hợp. Nhưng các ngươi lại ở cùng một chỗ, như vậy chỉ có một khả năng, ngươi đã trúng độc của Hạ Thiên, bị hắn khống chế, cho nên ngươi mới như thế. Dương San cười lạnh, vậy ngươi có nghĩ đến ngươi đã nhìn lầm hay không? Không thể nào, giọng điệu Vu Tiên Cô thay đổi, cực kỳ tự tin, mặc dù tướng thuật của ta nông cạn, nhưng đến nay chưa từng nhìn sai. Nếu đã nông cạn thì cũng đừng để mình mất mặt. Dương San lười dây dưa phương diện không rõ này, lạnh lùng nói, ngươi chỉ là một sát thủ nhận tiền làm việc. Nói nhảm nhiều như vậy chẳng khác nào đề cao bản thân. Vu Tiên Cô có chút tận tình khuyên bảo, Hạ Thiên kia tướng đoản mệnh, lại trêu chọc thị phi, sớm muộn gì cũng chết. Ta chỉ thương tiếc ngươi tuổi còn trẻ nhưng khả năng sẽ làm quá phụ, chỉ sợ đường tương lai cũng không dễ đi. Câm mẹ miệng của ngươi lại đi. Dương San nghe nàng ta nguyền rủa Hạ Thiên, tức đến mức chửi tục, ngươi mới là có tướng đoản mệnh đấy. Ngươi sớm muộn gì cũng đột tử đấy. Không, ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Vì loại nam nhân như thế mà để miệng mình phát ra lời ô uế, cũng là sinh lòng nghiệt chướng. Vu Tiên Cô hiên ngang lẫm liệt, tư thế phổ độ thương sinh, nếu đã như vậy, xem như bổn tiên cô rũ lòng từ bi cứu ngươi ra khỏi bể khổ. Dương San tức đến bật cười, một lần nữa nhịn không được mà mắng, ngươi tưởng mình là Bồ Tát sống sao? Không sai, Vu Tiên Cô nhận cái danh xưng này tuyệt không hổ thẹn, bổn tiên cô chính là Trảm Tình Tiên Cô thượng tọa oán triền động thục trung trấn Dương Sơn, chính là Bồ Tát Chí Thánh Trảm Tình diệt dục chuyển thế. Ồ, giật gân nhỉ, Dương San không khỏi liếc mắt, cái gì Bồ Tát, chỉ toàn là ngươi tự biên ra thôi. Ngươi dám bất kính đối với Bồ Tát. Gương mặt Vu Tiên Cô hiện lên sự tức giận, lắc đầu cảm khái, hai, quả nhiên hữu tình đều nghiệt, không ai có thể độ. Nếu ngươi không biết tỉnh ngộ như vậy, vậy cũng đừng trách tiên cô ta bắt ngươi làm đầu công án. Ta sẽ cho ngươi một công án trước, Dương San vọt đến trước mặt Vu Tiên Cô, một quyền đánh về phía đầu nàng ta. Điêu trùng tiểu kỹ, hoàn toàn vô dụng đối với ta. Nửa người trên của Vu Tiên Cô bất động, chỉ nhẹ nhàng lay động vòng eo. Trực tiếp kéo dài mấy mét tránh khỏi công kích của Dương San. Dương San một chút cũng không chậm trễ, lập tức dính đến, nhấc chân đá vào đầu Vu Tiên Cô như cũ. Vong yêu trùng, đi! Vu Tiên Cô nhướng mày, ném con côn trùng trong tay ra ngoài, sau đó bắt lấy chân Dương San vung qua một bên. Sao? Dương San không tự chủ được bay ra ngoài. Nhưng rất nhanh nàng đã định trụ được thân hình, một lần nữa phóng đến Vu Tiên Cô. Nhưng đi được nửa đường, con côn trùng đối diện đốt một cái, khiến nàng không khỏi hoảng hốt. Dương San vô thức sờ vào nơi bị đốt, chỗ đó đã sưng đỏ. Tiếp theo, một con sâu nhỏ nhanh chóng trở về bàn tay Vu Tiên Cô. Dương nữ sĩ, người đã bị vong yêu trùng đốt, đã trúng vong yêu độc. Vu Tiên Cô cất kỹ con côn trùng, đắc ý nở nụ cười, chưa đến 3 phút, người nhớ đến chuyện cũ, lập tức khí nghịch tạng phủ, thất khiếu chảy máu mà chết. Đương nhiên, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, nhập oán triền động của ta, làm đệ tử thứ 13 của bổn tiên cô, ta sẽ bảo đảm ngươi bình an vô sự. Ngươi đang vọng tưởng rồi đấy. Dương San chậm rãi thở ra, cố ép ý thức hoảng hốt xuống, với thủ đoạn này của ngươi mà cũng xứng xưng là tiên cô. Vu Tiên Cô cảm thấy mình đã đạt được, nụ cười càng thêm hiền lành, Dương nữ sĩ, ngươi đừng vùng vẫy nữa. Nhập động ta, vinh quang vô thượng. Vinh quang cái đầu ngươi đấy. Dương San cảm giác hơi bị mơ hồ nhưng cũng không quá sợ hãi, ngược lại còn mặc kệ mọi chuyện, chỉ muốn mau chóng bắt sống nữ nhân này. Có nói nhiều hơn nữa cũng phải quyết một trận thắng thua. Công kích của Dương San chẳng những không chậm, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ta tu chính là pháp môn nội khí trúc chiếu, quyền cước của ngươi hoàn toàn vô hiệu đối với ta. Vu Tiên Cô bất động thanh sắc né tránh công kích của Dương San. Vừa cười vừa thuyết phục, cho nên, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, trực tiếp nhận thua đi. Nếu ngươi chuyển sang làm môn hạ của ta, ta có thể giải độc miễn phí cho ngươi, để ngươi bước lên con đường quang minh vô hạn. Nếu ngươi còn kháng cự, ngươi cũng chỉ có thất khiếu chảy máu, một con đường chết mà thôi. Thật sao, một cước của Dương San nhanh chóng đạp vào đầu Vu Tiên Cô, chỉ sợ chưa hẳn đã vậy.
Mặc dù vẫn không có hiệu quả nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được phòng ngự và thân pháp của Vu Tiên Cô đã chậm hơn so với trước đó. Người bận rộn cả nửa ngày, nhưng ta không hề có chút tổn thương nào. Vu Tiên Cô cười nhạt, làm ra vẻ bình tĩnh, nếu không phải nhìn ngươi quả thật có chút tuệ căn, thích hợp làm đệ tử môn hạ của ta, ta chỉ cần tiện tay vung lên, ngươi đã nằm xuống đất rồi. Dương San hiển nhiên không tin, vậy ngươi ngược lại nằm xuống cho ta thử một chút. Hai, ta nhường lối cho ngươi, nhưng ngươi vẫn minh ngoan bất linh như vậy. Vu Tiên Cô bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên sắc mặt thay đổi, giọng điệu âm trầm, vậy ngươi cũng đừng trách bổn tiên cô vô tình. Dương San lười nói nhiều, một cước đạp thẳng vào mặt Vu Tiên Cô. Trảm tình phi ma, khóa. Vu Tiên Cô cười lạnh, giơ bàn tay lên, ống tay áo run run, mấy chục sợi tơ cực nhỏ từ trong ống tay áo bay ra ngoài, trong nháy mắt cuốn lấy Dương San. Đây là cái gì? Dương San sửng sốt, rất nhanh lấy lại tinh thần, chân giống như đá vào lưới đánh cá, khí lực rơi vào khoảng không. Phi ma ti, trảm tình tuyến. Vu Tiên Cô mở rộng năm ngón tay, nhẹ nhàng vặn một cái. Chỉ thấy những sợi tơ kia cũng thay đổi, cơ thể Dương San không tự chủ được mà vặn vẹo. Nếu ta dùng thêm lực, ngươi sẽ bị vặn thành bánh quai trèo. Vu Tiên Cô vẫn không quên thuyết phục Dương San, Dương nữ sĩ. Đây là lần cuối cùng bổn tiên cô muốn hỏi ngươi. Nếu ngươi còn không biết cất nhắc, ngươi cũng chỉ có một con đường chết, hoặc thất khiếu chảy máu hoặc bị ta vặn nát xương cốt toàn thân mà chết. Dương San ổn định lại tinh thần, lập tức vận linh khí bên trong cơ thể, lạnh lùng nói, hoặc ngươi bị một cước của ta đạp chết. Ngươi thật sự khiến người ta phải thất vọng. Vu Tiên Cô thở dài một tiếng, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bổn tiên cô tâm ngoan. Rào. Chỉ thấy những sợi tơ kia đột nhiên vặn hình méo mó. Bành! Dương San bỗng nhiên phóng người lên, cơ thể nhanh chóng xoay mấy vòng, một chân khác thừa cơ đạp trúng đầu Vu Tiên Cô. A! Vu Tiên Cô bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp bị đạp bay ra ngoài. Những sợi tơ kia trực tiếp tiêu tán. Ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Dương San chậm rãi rơi xuống đất, có chút khinh thường nói, những sợi tơ đó thật ra cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi. Nhìn thì dọa người, tấn công vào phòng tuyến tâm lý của người khác, nhưng một khi không sợ, chúng sẽ hoàn toàn vô dụng. Không thể nào, Vu Tiên Cô bò dậy, không thể tiếp nhận được, tại sao ngươi lại không sợ? Ngươi phải sợ mới đúng chứ? Vừa rồi ngươi rõ ràng rất sợ mà. Dương San thản nhiên nói, đây không phải sợ hãi mà ta chỉ đang thử thăm dò ngươi mà thôi, xem ngươi có còn chiêu thức nào khác nữa hay không. Kết quả ta thật sự thất vọng. Chút năng lực nhỏ nhoi đó của ngươi mà cũng đòi xưng là tiên cô, lại còn làm Bồ Tát sống. Ngươi nên xuống địa phủ cho rồi. Ngươi đừng có làm loạn. Vu Tiên Cô không khỏi bối rối, rất nhanh liền cảnh cáo ta là tiên cô trong động. Ngươi dám giết ta, ngươi hãy chuẩn bị tâm lý bị 3000 môn đồ trấn Dương Sơn chúng ta truy sát đi. Dương San mỉm cười, có chút trào phúng, thật ra ta chẳng muốn chém chém giết giết, nhưng chồng của ta là người làm đại sự. Thường xuyên trêu chọc phiền toái. Đi theo hắn ta, ta phải học cách xử lý phiền toái. Ngươi có biết là gì không? Trong lòng Vu Tiên Cô dâng lên một cảm giác bất ổn, ngươi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi trực tiếp cầu xin tha thứ, có lẽ ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Biểu hiện của Dương San bỗng nhiên lãnh đạm xuống, nhưng ngươi lại uy hiếp ta, chồng của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, ta cũng giống như vậy. Đối mặt với uy hiếp, phương pháp xử lý tốt nhất chính là trực tiếp tiêu diệt nó. Vu Tiên Cô rốt cuộc đã sợ, nhưng lại không thể nói câu cầu xin tha thứ, ngươi, ngươi, chúng ta có thể bàn lại, vạn sự có thể thương, a. À. Lời còn chưa nói hết, từ đằng xa bỗng nhiên bay đến một tảng đá lớn đập vào người Vu Tiên Cô, thấu ngực mà vào, trong nháy mắt liền tắt thở. Cái này, Dương San sửng sốt một chút, đưa mắt nhìn về phía ngôi biệt thự. Tảng đá hơn phân nửa là từ bên kia bay đến. Tuy nàng biết Hạ Thiên chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì nhưng vẫn khó tránh có chút lo lắng. Vì thế nàng liền dậm chân một cái nhảy đến. Biệt thự trên núi. Một nửa đã bị sập thành phế tích, nửa còn lại vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Bạch Thiên Hùng thò đầu ra nhìn đống phế tích, nhẹ giọng hỏi, Mã Huynh, hắn chết rồi sao? Nam nhân áo bào xanh kiêu căng. Cực kỳ tự tin nói, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Không ai có thể còn sống dưới tu di thần trưởng của ta.
Ha ha ha, vậy thì tốt. Bạch Thiên Hùng cao hứng xoa tay, miệng nói, chỉ cần giải quyết tên tiểu tử đó, lão đầu tử có còn sống cũng không phải đối thủ của ta. Đến lúc đó, toàn bộ Bạch gia, còn có tập đoàn Lăng Tiêu đều là của ta. Bạch huynh, người đừng quên chỗ tốt của ta đấy. Nam nhân áo bào xanh khoanh tay mỉm cười, giọng điệu có chút cảnh cáo, những điều kiện mà ngươi đã đồng ý với ta, một điều cũng không được bớt. Yên tâm đi, Bạch Thiên Hùng vội vàng gật đầu, cười nói, không thiếu chỗ tốt của ngươi đâu. Lần này, nếu không có Mã huynh hỗ trợ, ta chẳng những sẽ bị lão đầu tử đày vào lãnh cung, nói không chừng ngay cả mạng cũng không còn. Nam nhân áo bào xanh cười khẽ, biểu hiện đắc chí vừa lòng, vốn ta tưởng Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ không ra không chịu được một kích. Tuyệt chiêu chân chính của ta còn chưa dùng đến, hắn đã chết rồi, ha ha ha. Nếu không, chúng ta xác nhận lại thử một chút. Bạch Thiên Hùng vẫn còn lo lắng, nhẹ giọng nhắc nhở, nói thế nào tiểu tử đó cũng có danh xưng vô địch thiên hạ, cũng không có lý nào chết nhanh như vậy. Cái gì là vô địch thiên hạ cầu thí? Nam nhân áo bào xanh nhìn không được phun một bãi nước bọt, cười lớn, hắn chưa nhìn thấy núi cao chân chính. Ếch ngồi đáy giếng mới có thể nói ra mấy lời như vậy. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói lười biếng, người nói ai ếch ngồi đáy giếng. Sao, nam nhân áo bào xanh nghe được âm thanh này, tiếng cười trong nháy mắt im bặt, bỗng nhiên quay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang lười nhác đứng ở nơi đó, ngươi, tại sao ngươi lại không sao? Hạ Thiên cười nói, không sao không phải rất bình thường à. Chút trường lực đó của ngươi chỉ có thể vỗ chết con muỗi. Không thể nào, nam nhân áo bào xanh tuyệt đối không thể nào tiếp thu được thuyết pháp của Hạ Thiên, một trưởng vừa nãy của ta, ngươi tuyệt đối không thể chịu nổi. Trên thế giới này không ai có thể chịu được một trưởng của ta mà còn bình yên vô sự. Sư phụ ta còn không dám tiếp, ngươi lại càng không thể nào. Có tin hay không thì tùy ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, hắn từ trước đến nay luôn lười tranh luận với người khác, chỉ thích dùng sự thật để nói chuyện. Nam nhân áo bào xanh không biết nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ vào Hạ Thiên mà nói, ta hiểu rồi, ngươi nhất định đã sớm chuẩn bị vật thế thân, để nó thay ngươi tiếp nhận đa số trưởng lực của ta, sau đó ngươi tránh sang chỗ khác, tạo thành tình huống ngươi bình yên vô sự. Đúng là gian dảo cực kỳ. Ngớ ngẩn, Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không được thì tự nhận không được, cần chi phải tìm nhiều cái cớ đến như thế, lại càng lộ ra ngươi là người ngu ngốc. Nam nhân áo bào xanh quát to, câm miệng, ngươi câm miệng lại cho lão tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi may mắn thoát khỏi một lần tu di thần trưởng của ta thì cảm thấy mình thật sự lợi hại. Bạch Thiên Hùng hơi sợ, vội nói với nam nhân áo bào xanh, Mã huynh, mau giết hắn đi, nhanh đi. Xuất ra tuyệt chiêu của ngươi đi, không phải ngươi nói còn có tuyệt chiêu lớn nhất không dùng đến sao. Ngươi cũng câm miệng đi, nam nhân áo bào xanh thiếu chút nữa đã cho Bạch Thiên Hùng một bạt tai. Thái độ cực kỳ dữ tợn. Bạch Thiên Hùng giật mình, sợ nam nhân áo bào xanh nhất thời giết đến hứng khởi làm thịt ông ta luôn, vội thối lui đến nơi an toàn, từ xa quan chiến. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi quả thật có chút bản lãnh. Nam nhân áo bào xanh trừng mắt nhìn Hạ Thiên, chân khí trong cơ thể đã bắt đầu tuôn ra, nhưng người xuất thân dã lộ như ngươi, tuyệt đối không có khả năng thắng được ta. Hạ Thiên mỉm cười nói. Lợi hại hay không chẳng liên quan gì đến xuất thân hay ai cả. Ta sở dĩ vô địch thiên hạ đó là vì ta chính là thiên tài tuyệt thế. Điều này, tám đời ngươi cũng không so bằng. Thiên tài cầu thí, nam nhân áo bào xanh quát khẽ, đánh một trưởng về phía Hạ Thiên, lại ăn thêm một tu di thần trưởng của ta đi. Một trưởng này nổi lên ánh sáng màu đỏ đậm. Trưởng ảnh đánh ra chưa đến phạm vi nửa thước, đột nhiên bành trướng thành một ngọn núi nhỏ, ép tới Hạ Thiên. Tình huống không khác gì vừa nãy. Điểm khác nhau duy nhất mắt trần có thể thấy được chính là trưởng khí rào rạt, giống như từng ngọn lửa tuôn ra. Cái gì mà thần bất thần trưởng, tay chó thì tạm được. Hạ Thiên hứng hờ khoát tay, để ta trả cho ngươi một trưởng. Nam nhân áo bào xanh cười lạnh, khinh thường nói, ngươi ngay cả chân khí cũng không có, chỉ có đôi tay không, ngươi lại muốn đối kháng với tu di thần trưởng phái Thiên Sơn ta, quả thật muốn chết. Ban đầu, ông ta còn lo lắng Hạ Thiên có khả năng che giấu tuyệt chiêu, kết quả hoàn toàn không có chuyện như vậy. Hạ Thiên chỉ đánh ra một trưởng bình thường, không hề có chút sức lực nào, thậm chí ngay cả chân khí cũng không có chứ đừng nói chi đến linh khí. Rất nhanh,
Trưởng phong trong nháy mắt nuốt hết Hạ Thiên. Chân khí liệt diễm thậm chí còn nổ tung không khí xung quanh. Vừa rồi ngươi quả nhiên chỉ trùng hợp tránh khỏi. Nam nhân áo bào xanh khôi phục lại sự tự tin, cười lớn, tiếp tục oanh kích Hạ Thiên, ha ha ha, ta cũng không tin lúc này ngươi còn chưa chết. Bạch Thiên Hùng nghe xong, nhất thời ngạc nhiên, ông ta nhớ đến hình như ông ta cũng đã nói lời này, sau đó rất nhanh bị đánh vào mặt. Nam nhân áo bào xanh rơi vào điên cuồng, Hạ Thiên, lần này ngươi phải chết không? A, à, đang lúc nói chuyện, bỗng nhiên có một bàn tay nhẹ nhàng phá vỡ chân khí hừng hực của ông ta, sau đó tát một cái thật mạnh vào mặt ông ta. Bốp, cái tát đánh cho nam nhân áo bào xanh như phát mộng. Mặc kệ là trưởng ảnh hay là chân khí, trong nháy mắt đều tiêu tán sạch sẽ, giống như từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Ngươi, tại sao ngươi lại làm được? Mặt nam nhân áo bào xanh sưng như đầu heo, nhưng đau đớn nhục thể vẫn còn thua kém sự kinh hãi trong lòng, tu di thần trưởng của ta lại bị ngươi phá. Ta không tin, ngươi mau nói tại sao ngươi lại làm được. Hạ Thiên Vân đạm phong khinh, mấy thứ lòe loẹt đó, tùy tiện vươn tay chẳng phải sẽ bị phá sao. Tùy tiện vươn tay, nam nhân áo bào xanh hiển nhiên không thể nào tiếp thu được loại thuyết pháp đó. Điều này chẳng khác nào đem lòng tự tôn của ông ta trà sát xuống mặt đất. Ông ta lại càng điên cuồng hơn, Hạ Thiên ngươi có thể đánh bại ta, nhưng ngươi tuyệt không thể sỉ nhục ta như vậy. Ai sỉ nhục ngươi? Hạ Thiên bó tay, sau đó bĩu môi nói, ta chỉ đang nói sự thật mà thôi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nam nhân áo bào xanh trợn mắt tròn xoe, đáy mắt chỉ toàn là sự điên cuồng, hiển nhiên đã đánh mất lý trí, nếu không giết ngươi, uy nghiêm phái Thiên Sơn của ta ở đâu? Thanh danh phái Thiên Sơn chúng ta cũng không còn sót lại chút nào. Hạ Thiên vẫn hờ hững như cũ, nếu thanh danh môn phái các ngươi cần dựa vào loại người như ngươi để duy trì, mất thì mất thôi. Làm càn, nam nhân áo bào xanh bỗng nhiên vén áo bào xanh lên, lộ ra mấy chục tiểu kiếm phù màu đỏ nhỏ bằng hạt gạo giấu bên trong áo, vậy ta sẽ để cho ngươi chết dưới Thiên Sơn thần mang chúng ta. Thiên Sơn thần mang, Hạ Thiên nhếch miệng, cái thứ đồ chơi gì thế? Xoài Thiên Sơn sao? Nam nhân áo bào xanh mắng to, ngươi còn dám vũ nhục phái Thiên Sơn ta. Ngươi đi chết đi cho ta. Đi spa, Hạ Thiên lắc đầu, không hứng thú. Ngươi, nam nhân áo bào xanh một lần nữa bị Hạ Thiên chọc đến tức nghẹn họng, đành phải hất thanh bào lên. Chỉ thấy hơn 10 luồng kim mang lóe lên rồi biến mất, tan vào trong không khí. Thân hình Hạ Thiên lóe lên rồi biến mất theo. Hừ, ngươi trốn không thoát đâu. Nam nhân áo bào xanh cười lạnh không thôi, đây chính là chí bảo phái Thiên Sơn chúng ta. Mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển cũng có thể đuổi kịp ngươi. Thiên Sơn thần mang đúng là một loại thần khí, xác thực mà nói là một loại ám khí. Xét theo bản chất, nó thật ra là huyền thiết xa nhỏ vụn, chỉ là dùng linh khí rèn luyện đi rèn luyện lại cùng với tay nghề rèn đúc đặc biệt của Thiên Sơn tạo ra mà thôi. Bình thường chúng chỉ to bằng hạt gạo, hai màu đỏ đen. Màu đỏ có độc, trong 30 giây có thể khiến cho người ta mất mạng. Màu vàng có tốc độ cực nhanh, còn có thể truy tung kẻ địch, danh xưng giết người ngoài ngàn dặm. Mặc dù khó tránh khỏi có chút khoa trương nhưng không phải là không có lý. Đáng tiếc, đối thủ của ông ta lại là Hạ Thiên, một người chuyên đi hách. Thú vị đây, Hạ Thiên bỗng nhiên hiện ra, chậm rãi mở bàn tay, bên trên đều là Thiên Sơn thần mang nhỏ vụn, đáng tiếc tay nghề của ngươi quá kém. Linh khí cũng không đủ, ngay cả hiệu quả 1% cũng không phát huy ra được. Nam nhân áo bào xanh khó mà tiếp nhận tình hình trước mắt, người có thể tay không tiếp được Thiên Sơn thần mang. Cái này có gì đặc biệt hơn người sao? Hạ Thiên hỏi lại. Ta không tin, nam nhân áo bào xanh chừng muốn rách cả mí mắt, lắc thanh bào một cái, ném hết toàn bộ Thiên Sơn thần mang màu đỏ về phía Hạ Thiên. Ngu ngốc, Hạ Thiên cũng lười lãng phí thời gian với ông ta. Cũng vung lòng bàn tay ném tới đám Thiên Sơn thần mang màu vàng. Nam nhân áo bào xanh cười ha hả, nói với Hạ Thiên, tại sao ngươi lại ngu xuẩn quá đi? Ta không ngại nói cho ngươi biết, đây thật ra là tử mẫu sa, cát đỏ là mẫu, cát vàng là tử. Chỉ cần ta khẽ động cát đỏ, cát vàng nhất định sẽ tuân lệnh, ngươi chắc chắn sẽ chết không, nghi. Phốc phốc phốc, từng tiếng vang vang lên, trực tiếp cắt ngang lời nói của nam nhân áo bào xanh. Gương mặt ông ta lộ ra vẻ sợ hãi, chậm rãi cúi đầu,
đột nhiên nhìn thấy lồng ngực của mình bị đám thiên sơn thần mang màu vàng màu đỏ bắn thành cái sàng. Hạ Thiên cười nói, vừa nãy ngươi nói cái gì từ cái gì mẫu? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa đi. Cái này, nam nhân áo bào xanh há miệng phun ra một ngụm máu, lập tức cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất, không còn thở nữa. Bạch Thiên Hùng sợ vỡ mật, lặng lẽ xê dịch bước chân, muốn nhân dịp Hạ Thiên không chú ý mà chạy đi. Bành! Đối diện bay đến một cước, đạp trúng mặt ông ta, đạp bay cả người ông ta ra ngoài, lăn hai vòng vừa lúc quỳ gối xuống trước mặt Hạ Thiên. Này, mập chết bầm, tại sao ngươi lại đột nhiên khách sáo như thế? Hạ Thiên cười hỏi. Dương San chậm rãi rơi xuống trước mặt Hạ Thiên, ông xã, vừa rồi tên gia hỏa này muốn chạy trốn. Không, không có, ta không có mà. Bạch Thiên Hùng dập đầu quỳ lạy Hạ Thiên, chuyện không liên quan đến ta, đều là bọn họ muốn giết ngươi, ta chỉ là bị ép buộc mà thôi. Ngươi tha cho ta đi, tha cho ta một mạng, ta sẽ giao hết toàn bộ tài sản cho ngươi. Dương San không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ngươi cho rằng chúng ta để ý chút tài sản đó của ngươi sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Thiên Hùng không biết phải như thế nào, trong mắt lưu chuyển. Linh quang chợt lóe lên trong đầu, như vậy đi, ngươi tha cho ta, ta tặng tập đoàn Lăng Tiêu cho ngươi, như thế nào? Bây giờ cha ta cũng chết rồi, lão tam cũng bị phế, những người khác hoàn toàn không tranh nổi với ta, bây giờ Bạch gia do ta quyết định. Dương San thật sự không nhịn được hiếu kỳ, rốt cuộc ai nói với ngươi Bạch lão đã chết? Chẳng lẽ không chết sao? Bạch Thiên Hùng thoáng có chút kinh ngạc, không đúng, Bạch Thiên Tiếu. Còn có vợ của ta đều nói cha ta chết rồi. Chúng ta ngồi xe Bạch Thiên Tiếu, nửa đường hắn ta cho xe phát nổ. Dương San nói, tuy nhiên, chúng ta không xảy ra chuyện gì, còn Bạch Thiên Tiếu thì được đồng bọn cứu đi. Hạ Thiên bổ sung thêm một câu, cái tên Bạch Thiên Tiếu gì đó đã chết rồi. Chết rồi, Bạch Thiên Hùng gật đầu, chết tốt, chết tốt. Dương San tiếp tục hỏi, nhưng tại sao vợ của ngươi lại biết? Chẳng lẽ nàng ta cũng tham dự vào bên trong? Đúng đúng đúng, nàng ta nhất định có tham gia. Bạch Thiên Hùng gật đầu liên tiếp, thật ra, trước giờ vẫn do nàng ta giật dây ta ra tay với cha ta, còn có các ngươi. Tiện nhân này, khi nào quay về ta sẽ ly hôn với nàng ta. Ta hèn mọn như thế đấy, các ngươi có thể tha mạng chó này cho ta không? Thấy Hạ Thiên và Dương San hoàn toàn thờ ơ, ông ta thẹn quá hóa giận, nếu các ngươi làm gì ta? Nữ nhân tên Hàn Nhạc Hân kia nhất định sẽ chết. Ta sẽ phái người đến giết thân nhân bạn bè của các ngươi, để bọn họ chôn cùng với ta. Dưới tay ta còn nuôi một băng nhóm giết người, ta đã sớm để lại tiền cho bọn họ. Chỉ cần ai giết ta, bọn họ sẽ đi giết cả nhà người đó. Các ngươi là cao nhân, nhưng người nhà, bạn bè của các ngươi tổng cũng không phải toàn bộ đều là cao nhân chứ. Chút trình độ uy hiếp này hoàn toàn không có tác dụng đối với Hạ Thiên. Tuy nhiên, người nhà của Dương San đều là người bình thường, nàng không khỏi có chút do dự. Vậy thì để ta giết. Lúc này, từ đằng xa vang lên một âm thanh tức giận, để ta xem sát thủ mà ngươi nuôi có dám đụng đến một cọng lông của ta không. Ai đang nói chuyện thế? Bạch Thiên Hùng tức giận gào lên, có ngon thì đứng ra cho lão tử. Con mẹ nó ngươi còn muốn giết ta. Ngươi có tư cách hay không? Là ta đấy, ngươi cảm thấy ta có đủ tư cách hay không? Chỉ thấy Bạch Vạn Bang đang được một người dìu đi, chậm rãi bước lên mái nhà, lạnh giọng đáp. Cha, Bạch Thiên Hùng giật mình, cả người ngây ra như phỗng, mấy giây sau mới lắp bắp nói cha, tại sao cha không chết? Phì, cha không có việc gì là tốt rồi, cha mau cứu con với, hai người kia muốn giết con. Dương San nhìn thấy Bạch Vạn Bang. Cũng thở phào một hơi. Lúc đó, nàng và Hạ Thiên vội đuổi theo Bạch Thiên Tiếu, quả thật cân nhắc không chu toàn, bỏ lại Bạch Vạn Bang trên mặt tuyết. Hạ Tiên Sinh, Dương Tiểu Thư, hai người có thể giao tên nghiệt xúc này cho ta xử lý hay không? Bạch Vạn Bang hơi khom người với Hạ Thiên và Dương San, cung kính thỉnh cầu ta còn có một số chuyện muốn hỏi nó. Hạ Thiên có chút bất mãn nói, Bạch lão đầu, chẳng lẽ ngươi lại để cho ông ta bế môn hối lỗi tiếp sao? Hạ Tiên Sinh yên tâm, lão phu sẽ không nương tay nữa đâu. Bạch Vạn Bang biết Hạ Thiên đang gõ ông ta. Trước đó, chính bởi vì ông ta dễ dàng bỏ qua cho đứa con trai lớn này mới tạo thành cục diện như ngày hôm nay. Ông ta vạn lần không nghĩ đến,
mặc kệ là con của ông ta hay là cháu của ta ông, tất cả đều muốn ông ta chết. Ngươi cứ tự nhiên, Hạ Thiên tùy ý khoát tay. Bạch Vạn Bang chỉnh trọng chắp tay với Hạ Thiên, đa tạ Hạ Thần Y, lão phu nhất định sẽ cho ngươi một kết quả hài lòng. Cha, cha mau cứu con là con trai ruột của cha mà. Bạch Thiên Hùng tiến lên ôm ống quần Bạch Vạn Bang, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc giống lên, những chuyện này đều không liên quan đến con, đều là vợ của con. Phi, là tiện nhân Mã Hiểu Thần kia làm, nàng ta ham gia sản của chúng ta, vẫn luôn giật dây con gây bất lợi cho cha. Cũng bởi vì chị của nàng ta bại trong tay Hạ Thiên, cho nên nàng ta muốn thay cả nhà chị nàng ta báo thù, còn. Biến đi, Bạch Vạn Bang không kiên nhẫn, một cước đạp lăn Bạch Thiên Hùng, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất nên thành thật trả lời cho ta. Con nhất định sẽ thành thật trả lời, tuyệt không giấu giếm, cũng không có nửa câu nói dối. Bạch Thiên Hùng nghe xong, còn tưởng Bạch Vạn Bang mềm lòng, vì vậy lại càng khóc thảm hơn, cha cũng biết con thảm như thế nào mà. Con đàn bà đanh đá đó quản con nghiêm đến cỡ nào. Có rất nhiều chuyện con không biết, đều là nàng ta giấu giếm con, a. À. Bốp, Bạch Vạn Bang tát cho đứa con trai cả của mình một bạt tai, câm miệng, ta hỏi gì ngươi đáp nấy. Ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ một chưởng vỗ chết ngươi. Vâng vâng vâng, Bạch Thiên Hùng không dám nói tiếp, con tuyệt không lắm mồm. Bốp, Bạch Vạn Bang lại tát thêm một cái, nhìn Bạch Thiên Hùng một cách hung tợn. Bạch Thiên Hùng như phát mộng, cha, con không hề nói gì, tại sao cha đánh con, a? À. Bốp bốp, Bạch Vạn Bang cũng không nhiều lời, chỉ cho đứa con trai của mình thêm hai cái tát hai bên nữa. Mấy lần như vậy, mặt Bạch Thiên Hùng sưng to như mặt heo, rốt cuộc cũng hiểu ra, vì thế liền ngậm chặt miệng, ngay cả rên cũng không dám phát. Tiếp theo, Bạch Vạn Bang bắt đầu tra hỏi. Vấn đề thứ nhất, người hợp mưu với người muốn hại chết ta còn có ai? Cha, con không có, a. À. Bạch Thiên Hùng vừa mở miệng đã hứng một cái tát, khiến ông ta đau đến mức hít khí lạnh nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời, là con đề nghị, tam đệ, còn có lục đệ đều đồng ý. Sau đó, vợ của con nói nàng ta có cách thuyết phục Thiên Thiếu, còn có người phong gia tham gia. Còn lại thì con không biết. Mặt Bạch Vạn Bang không chút biểu cảm, nhìn không ra hỉ nộ ái ố. Ông hỏi tiếp, người cũng không ít nhỉ, các ngươi dự định phân chia như thế nào sau đó? Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, lười nghe hai cha con phụ tử tử hiếu nói chuyện với nhau, vì thế liền nói với Dương San, vợ tiểu tiểu Dương, nơi này chán quá, chúng ta sang nơi khác đi. Dương San cũng lười nghe mấy chuyện bí mật của gia tộc, lập tức gật đầu ngay. Hạ Tiên Sinh, Dương Tiểu Thư, lúc này, người dìu Bạch Vạn Bang đến lên tiếng, Hàn Nhạc Hân Hàn Tiểu Thư đã tỉnh, hai người có muốn đến gặp nàng ấy không? Dương San quả nhiên đã bị thu hút lực chú ý, lập tức hỏi, Hân Hân đang ở đâu? Nàng ấy không sao chứ? Nàng ấy đang ở phòng khách căn biệt thự thứ hai. Người kia đáp, người thì không có việc gì, chỉ là cảm xúc chưa được ổn định, khả năng cần ngươi đến trấn an một chút. Nói xong, hắn ta quay sang Hạ Thiên, còn nữa, Ninh Lão Tiên Sinh và Ninh Nhụy Nhụy Tiểu Thư đã đến Tuyết Thành. Tuy nhiên, bọn họ không đến đây mà vẫn còn ở chỗ Bạch Gia. Được, bây giờ ta đi ngay. Dương San quả thật có chút lo lắng cho Hàn Nhạc Hân. Dù sao, bản thân của nàng cũng không nhiều. Mặc dù Hàn Nhạc Hân ngẫu nhiên cũng có vấn đề, nhưng dù gì nàng ấy cũng thật lòng đối đãi với nàng. Đi được hai bước, nàng quay lại hỏi Hạ Thiên, ông xã, chàng không muốn đi sao? Nữ nhân kia hơi ngu, nhìn lâu cũng cảm thấy phiền. Hạ Thiên cũng không có ấn tượng quá tốt đối với Hàn Nhạc Hân. Nhưng từ trước đến nay hắn luôn coi trọng bạn bè nữ nhân của mình, chỉ là chưa từng chủ động phụ họa. Nên nói vẫn sẽ nói, nên mắng vẫn sẽ mắng. Dương San mỉm cười, vậy chàng đi tìm Nhụy Nhụy đi, để ta đi trấn an Hân Hân một chút. Nói xong, nàng liền rời đi. Hạ Thiên thật sự không có hứng thú đi gặp Hàn Nhạc Hân, cũng không do dự, nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Quả nhiên lợi hại, người kia nhìn thấy cảnh này. Không khỏi cảm thán một câu. Một lát sau, hắn ta thu hồi ánh mắt, chậm rãi đến sau lưng Bạch Vạn Bang, mặt không thay đổi, chẳng khác nào pho tượng. Chấm. Tuyết Thành, phòng khách Bạch Gia. Một lão đầu hói khoảng hơn 60 tuổi đang tiếp đãi Ninh Vọng Hải và Ninh Nhụy Nhụy. Ninh sư huynh, nghĩ không ra 40 năm rồi mà vẫn có thể gặp lại huynh.
Lão đầu hói mỉm cười châm trà cho Ninh Vọng Hải, rồi lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy, đây là cháu gái của huynh sao? Quả nhiên đẹp như tiên nữ, nhưng khí độ không thua kém đấng mày râu. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười, ông quá khen rồi, ta chỉ là một người bình thường mà thôi. Ha ha, không cần khách sáo như vậy. Lão đầu hói lắc đầu, lại rót một tách trà cho Ninh Nhụy Nhụy, ta và gia gia của ngươi là sư huynh đệ nhiều năm. Ngươi gọi ta một tiếng gia gia cũng không đủ. Đúng lúc ta có một đứa cháu ngoan, cũng là nhất biểu nhân tài, chỉ bằng ta giới thiệu cho hai đứa làm quen, nói không chừng có thể thân càng thêm thân. Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy không khỏi hiện lên sự lúng túng, nhưng ngại bối phận đối phương, cũng không tiện nói câu nào. Được rồi, Cao Vạn Phu, ngươi im lặng đi. Ninh Vọng Hải lên tiếng, Bạch Vạn Bang đâu? Hắn ta mời ta đến nhưng người thì lại không thấy đâu, để ngươi ở đây tra tấn ta là có ý gì? Lão hói đầu hơi ủy khuất nói, hai, Ninh Sư Huynh, lời này của Huynh làm tổn thương ta đấy. Năm đó, ta luôn là người ủng hộ Huynh, bây giờ, ta vẫn cảm thấy Huynh mới là trưởng môn tương lai của phái Tuyết Sơn. Này, năm đó, thiếu chút nữa ngươi hại chết ta đấy. Ninh Vọng Hải bất vi sở động, mặt không thay đổi, nếu không phải nể tình cũ, còn có mặt mũi của Bạch Vạn Bang, ngươi đã sớm chết trong tay của ta rồi. Ninh Nhụy Nhụy hơi sửng sốt, ban đầu, nàng còn tưởng rằng người này với gia gia của nàng là bạn cũ lâu năm, nghĩ không ra lại là cửu nhân. Hai người có mối thù sinh tử, lại có thể bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau như thế, quả nhiên giang hồ không phải lúc nào cũng chém chém giết giết mà còn phải nói đến ân tình. Đương nhiên, nàng là cháu, cũng không tiện vượt cấp thay gia gia của nàng làm gì. Nàng tin rằng gia gia của nàng tự có cách xử lý. Nàng cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được, nếu thật sự có biến cố, đến lúc đó nàng sẽ giúp gia gia giải quyết. Ha ha ha, Ninh Sư Huynh vẫn bá khí như vậy. Lão đầu hói cười càng vui vẻ hơn, thậm chí còn vỗ tay, quả nhiên, Bạch Sư Huynh mời Huynh về là đúng. Có Huynh ở đây, những người kia hẳn sẽ sinh lòng xấu hổ. Đến lúc đó chúng ta nhất định có thể thành sự. Ninh Vọng Hải thản nhiên hỏi, các ngươi muốn thành sự chuyện gì? Đương nhiên là lấy lại phái Tuyết Sơn, ánh mắt lão đầu hói phút chốc thay đổi, trở nên lăng lệ, đây chính là môn phái truyền thừa của thế hệ Bạch gia, bây giờ lại bị một nữ nhân khác họ nắm trong tay, quả thật là một sự nhục nhã của chúng ta. Ha ha, mặc kệ môn phái hay là gì khác, xưa nay cũng không phải vật của một nhà. Cái nhìn của Ninh Vọng Hải thoáng hơn, cũng không tán đồng với lời nói của lão đầu hói, nếu nàng ta làm tốt. Chúng ta chẳng những không nên phản đối mà còn ủng hộ thì đúng hơn. Con mắt lão hói đầu khẽ nheo lại, mỉm cười, cũng đúng, vẫn là Ninh Sư Huynh cao kiến. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, vừa rồi, nàng rõ ràng nhìn thấy sự tàn khốc trong mắt người này. Ông ta nhất định có vấn đề. Rõ ràng đã động sát tâm nhưng gương mặt lại hiền lành, loại người này vô cùng nguy hiểm. Ta đến đây thuần túy chỉ là nể tình cảm lúc trước. Chuyện năm đó. Đích thật vẫn còn nghi vấn còn chưa được giải. Ninh Vọng Hải vẫn bình tĩnh như nước giếng cổ không gợn sóng, các ngươi muốn làm gì thì cứ việc làm, ta không quản nhưng chưa chắc sẽ ủng hộ. Lão đầu hói cười khẽ, Ninh Sư Huynh, điều này không giống với Huynh năm đó. Tuyết thủ độc hành, đây chính là danh xưng ngạnh hán nổi tiếng, từ lúc nào Huynh trở nên lề mề như vậy? Ngươi cũng biết là năm đó. Ninh Vọng Hải thản nhiên đáp lại, bây giờ ta chỉ là người bình thường. Trải qua thời gian sinh sống bình thường, con cháu thành đàn, hưởng thụ thú vui gia đình. Tại sao ta nghe nói ngươi không ở cùng với con cháu của mình? Lão đầu hói vạch trần nội tình của Ninh Vọng Hải, bọn họ đều dọn đến tinh đảo, chỉ để lại huynh và đứa cháu gái ở Quế Thành. Đây cũng là niềm vui gia đình sao? Ninh Vọng Hải mỉm cười, cãi nhau với con cháu đương nhiên cũng là niềm vui gia đình. Điều này ngươi không có được đâu. Sắc mặt lão đầu hói trở nên lạnh như băng, trong tay thoáng dùng sức bóp nát cái tách, sau đó thả lỏng tay để mảnh vỡ rơi xuống đất. Ha ha, thật ngại quá, người đã già, ngay cả tách cũng cầm không chắc. Lão đầu hói thừa cơ tìm cớ, hàm hồ cho qua chuyện. Được rồi, không cần phải giả bộ nữa. Ninh Vọng Hải cũng không kiên nhẫn, gọi điện thoại bảo Bạch Vạn Bang đến đây đi. Ta muốn nói chuyện với hắn ta, ngươi thì coi như xong. Còn chưa đủ tư cách nói chuyện với ta. Lão đầu hói cười khẽ, tinh quang đại thịnh trong mắt, Ninh Sư Huynh, vẫn giấu không được Huynh.
Vừa nãy ánh mắt của huynh giống như giếng cổ không gợn sóng, trong nháy mắt đã lóe sáng sóng to, bá khí vô song. Chợt, giọng nói của ông ta lạnh lùng xuống, tuy nhiên, đan điền khí hải của huynh đã sớm bị phế đi, võ công cũng không còn nhớ, nhưng sư đệ ta lại vẫn luôn khổ tu, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể bắt được ta. Hai tay lão đầu hói đột nhiên thay đổi, giống như hai tấm huyền thiết, bây giờ ta muốn bóp chết ngươi thì sẽ bóp chết ngươi. Cho dù Bạch sư huynh trở về cũng không còn cách nào. Ninh Nhụy Nhụy rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, nếu ông dám hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể giết chết ông bất cứ lúc nào, ông không ngại thử một chút đi. Ha ha, tính tình của tiểu cô nương khá nóng nhỉ. Lão đầu hói liếc mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, hừ lạnh, tuy nhiên, người lớn nói chuyện, nào có phần tiểu nữ tử ngươi chen vào, người mau cút sang một bên. Nơi này không có gì là tiểu nữ tử đại nam nhân gì cả, chỉ có ông cháu chúng ta và ngươi thôi. Ánh mắt Ninh Nhụy Nhụy sáng lên ánh sáng lãnh khốc, nếu như ôn chuyện, mọi người tùy ý, ta không quấy rầy. Nhưng nếu như ngươi muốn bất kính với gia gia của ta, ngươi cũng đừng trách ta không khách sáo. Ha ha, khẩu khí không nhỏ. Khóe miệng lão đầu hói nhếch lên, lộ ra ý vị khinh thường, quay lại nhìn Ninh Vọng Hải, Ninh sư huynh. Chẳng lẽ huynh đem sở học cả đời mình dạy cho nàng ta sao? Ninh Vọng Hải khẽ lắc đầu, cười nhạt, ta chưa hề nhắc qua chuyện cũ với nó. Bản lãnh của nó đều là tự nó học được, cũng có một ít là do bạn trai hiện tại của nó dạy. Có đối tượng rồi à? Lão đầu hói lộ ra vẻ mặt thất vọng, ta còn muốn làm mai ngươi với con trai của ta nữa chứ? Đây là bảo bối trời xanh ban cho cao gia ta khi ta 46 tuổi. Ngươi đã có bạn trai rồi. Vậy thì không còn xứng với con trai ta nữa. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy có chút buồn cười, cao lão tiên sinh, người khó tránh có chút tự cho là đúng. Ninh Nhụy Nhụy ta không phải là không xứng với bất kỳ ai. Con của ngươi là bảo bối trong lòng ngươi, nhưng hắn ta cũng không gánh được chữ phối với ta đâu. Ha ha, dám trả treo với trưởng bối, đúng là cái loại không có giáo dưỡng. Lão đầu hói hung hăng trừng mắt với Ninh Nhụy Nhụy. Loại nữ nhân không bị kềm chế giống như ngươi quả nhiên không xứng với con trai bảo bối của ta. Ngươi nói ai không bị kềm chế? Ninh Vọng Hải vốn đang kềm nén, nhưng người này cứ gièm pha Ninh Nhụy Nhụy khiến cho ông tức không chịu được. Cao Vạn Phu, nếu ngươi còn dám có nửa câu sỉ nhục Nhụy Nhụy, ngươi đừng trách ta ra tay phế bỏ con trai của ngươi. Sắc mặt lão đầu hói tái xanh, đứng bật dậy, ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Vọng Hải, sát khí lập tức tản mát bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Ninh Nhụy Nhụy ngăn trước mặt gia gia của nàng, lạnh giọng cảnh cáo, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lớn tuổi thì có thể nói không che miệng, muốn làm gì thì làm. Biến đi, lão đầu hói quát một tiếng, không hề che giấu khí thế trên người, giống như sư tử hống, gương trong phòng không chịu nổi uy lực trực tiếp vỡ nát. Ninh Nhụy Nhụy vẫn không hề nhúc nhích, lạnh lùng đáp lễ một câu, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này, vậy thì ngươi hãy nhận lấy uy phong của mình đi. Ngươi muốn chết, lão đầu hói quả thật có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh chuyển thành phẫn nộ, tay hóa thành chảo chộp đến mặt Ninh Nhụy Nhụy. Eo Ninh Nhụy Nhụy vặn một cái liền tránh khỏi câu chảo của lão đầu hói, sau đó một cước đạp lui ông ta mấy chục bước. Đây là nàng đã hạ thủ lưu tình. Gương mặt lão đầu hói lộ ra sự kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến Ninh Nhụy Nhụy chẳng những có thể tránh được sát chiêu của ông ta mà còn có thể nhanh chóng tiến hành phản kích. Họ Cao kia, ngươi muốn chết đúng không? Ninh Vọng Hải tức giận vô cùng, một chưởng đánh vỡ một góc bàn trà bằng đá cẩm thạch trước mặt, ngươi thật sự cho rằng ta là phế nhân sao? Trong mắt lão đầu hói đảo lòng vòng, nếp nhăn trên mặt giãn ra, cười nói, ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi mà, ngươi cần chi phải nóng tính đến như vậy? Ngươi đừng hòng mưu toan lừa dối quá quan, vừa rồi ngươi đã động sát tâm, Ninh Nhụy Nhụy không khách sáo vạch trần hoang ngôn của ông ta. Ninh Vọng Hải lạnh lùng nói, Cao Vạn Phu, nếu ngươi không cho ta một lời giải thích, ngươi đừng trách ta không khách sáo. Vì sao các ngươi lại dương cung bạt kiếm với nhau như vậy? Lão đầu hói mỉm cười hiền hòa, ta cũng không có ác ý, đơn giản chỉ là thích đứa cháu gái Nhụy Nhụy của ngươi mà thôi. Cho nên, ta nhịn không được muốn thử một chút bản lãnh của nàng ấy. Tiểu muội chân dài không cần ngươi thích, một âm thanh lười biếng không hề có chút dấu hiệu vang lên. Giọng nói cực kỳ khó chịu, lão Bạch si ngươi lại dám ra tay với tiểu muội chân dài, xem ra tay của ngươi không muốn giữ lại rồi.
Trong phòng lão đầu hói đột nhiên xuất hiện thêm một người, nghe người này nói xong, ông ta bật cười, tiểu tử, ngươi là cái thá gì mà dám tự tiện xông vào Tư gia nhà người khác như thế. Bây giờ lão phu một trưởng đánh chết ngươi. Lão Bạch Si, vậy ngươi đánh một trưởng thử xem. Ngươi đến khinh thường nói. Hạ Thiên, tại sao ngươi lại đến đây? Ninh Nhụy Nhụy nhìn thấy người đến, ánh mắt sáng lên. Hạ Thiên mỉm cười ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Ninh Nhụy Nhụy, đương nhiên là vì nhớ nàng rồi. Bớt làm bộ đi, Ninh Nhụy Nhụy lườm hắn, sau đó nhéo hắn một cái, ngươi ôm chặt như vậy làm gì? Trên người ngươi còn hương vị của nữ nhân khác đấy. Đó là mùi của vợ Tiểu Tiểu Dương. Vừa rồi ta đã ở cùng với nàng ấy. Hạ Thiên không thèm để ý, tiểu muội chân dài, nàng đang ghen à? Ninh Nhụy Nhụy tức giận nói, ta ghen cái gì mà ghen? Vừa rồi ngươi ở với ai, có liên quan gì đến ta? Đương nhiên là có liên quan rồi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, nhưng nàng là nữ nhân của ta, nàng đang ăn dấm thì nên ăn no, ta không ngại. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời im lặng, không biết nên làm sao cho tốt. Ninh sư huynh, cháu gái của ngươi đúng là phóng đãng. Lão đầu hói nhìn cảnh tượng này, ánh mắt tràn ngập sự trào phúng và khinh bỉ, ôm ấp một nam nhân xa lạ trước mặt mọi người, đúng là khó coi. Hắn là Hạ Thiên, là bạn trai của cháu gái ta. Ninh Vọng Hải trừng mắt nhìn lão đầu hói, lạnh giọng đáp, bọn họ có thân mật như thế nào có liên quan gì đến ngươi? Ngươi chính là Hạ Thiên. Gương mặt lão đầu hói hiện lên vẻ ngoài ý muốn, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, nhìn ngươi cũng bình thường không có gì đặc biệt, vì sao Bạch sư huynh, còn có một số người nữa lại ca tụng ngươi rất lợi hại nhỉ? Hạ Thiên nói, điều này nói rõ bọn họ có nhãn lực, không giống lão Bạch Si ngươi, chỉ biết muốn chết. Ha ha, khẩu khí ngược lại không nhỏ. Lão đầu hói lạnh lùng nhìn Hạ Thiên, ta không ngại nói cho ngươi biết, lão phu rất ghét loại người như ngươi, đã sớm muốn thu thập ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội. Hạ Thiên nói, đến đi, tốt nhất ngươi nên để cho ta cảm thấy thú vị. Lão đầu hói thấy thái độ của Hạ Thiên không coi người khác ra gì, không khỏi tức giận, lạnh lùng nói, vậy lão phu sẽ dạy cho ngươi một bài học. Lời còn chưa dứt, ông ta đã dùng lực, cả người giống như một con kền kền nhào về phía Hạ Thiên. Hai tay nó như câu chảo, chộp vào cổ họng của Hạ Thiên. Bành! Hạ Thiên chỉ nhẹ nhàng liếc qua, sau đó không còn hứng thú nữa, một cước đạp qua, đạp bay lão đầu hói ra ngoài. Lão đầu hói không hề có thời gian phản ứng, chờ đến khi ông ta lấy lại tinh thần, ông ta đã lăn đến vài mét có hơn. Nếu không đụng vào tường, hơn phân nửa đã bay ra ngoài. Ngươi, ngươi dám ra tay với ta, ta sẽ giết, a! Ánh mắt lão đầu hói tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Ông ta vừa muốn đứng lên, kết quả đau đến phải rú thảm. Lúc này, ông ta mới phát hiện xương cốt toàn thân của mình đã bị nát. Thật ra, Hạ Thiên đã hạ thủ lưu tình, bằng không, bây giờ ông ta đã chết thẳng cẳng rồi. Tiểu muội chân dài, lão Bạch Si này là ai vậy? Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự nghi ngờ, ngay cả một cước của ta cũng không chịu được, phế vật như thế mà cũng muốn khiêu chiến với ta. Ninh Nhụy Nhụy khẽ mỉm cười, cũng không tính là phế vật, chỉ là ngươi quá lợi hại mà thôi. Người này tâm thuật bất chính. Năm đó, cũng bởi vì ông ta mà một sự việc đơn giản đã bị làm cho phức tạp. Ninh Vọng Hải nhìn lão đầu hói, thở dài nói, cuối cùng, chuyện huyên náo đến mức không thể vãn hồi. Đến nay vẫn còn là một mớ đay rối. Ninh Nhụy Nhụy không hiểu hỏi, ra ra, tại sao Bạch Vạn Bang lại mời ông ta đến đây? Ta cũng không rõ nữa. Ninh Vọng Hải lắc đầu, nhưng người này xác thực được xem là mấu chốt của năm đó. Thiếu đi ông ta, rất nhiều chuyện đều không thể biết rõ nguyên nhân bên trong. Hạ Thiên nhếch miệng, bất kể ông ta là nguyên nhân gì, không cần thiết phải chú ý. Dù sao lão Bạch Si này cũng sống không được bao lâu. Chuyện này, ta ngược lại có thể thay cha của ta giải thích một chút. Bạch Thiên An chậm rãi bước vào phòng khách, khi bước vào, hắn ta vòng qua người lão đầu hói, cha gọi ông ta đến thật ra chính là muốn biến ông ta thành món quà tặng cho Ninh lão. Sao? Ninh Vọng Hải ngẩn ra, không rõ ý bên trong. Bạch Thiên An tiếp tục giải thích, bởi vì năm đó, chính ông ta bán đứng Ninh lão, mới dẫn đến việc Ninh lão bị đuổi xuống núi. Mấy năm qua, gia chủ vẫn luôn bỏ tiền nuôi cả nhà ông ta chính là vì giờ phút này.
Ninh lão cứ việc xử lý ông ta, bao gồm cả con ông ta. Ngươi nói cái gì? Lão đầu hói vạn lần không nghĩ đến chuyện lại là như vậy, không khỏi giận dữ quát lớn, lão tặc Bạch Vạn Bang kia, uổng cho ta còn gọi ông ta là sư huynh, còn xem ông ta là đại ân nhân của mình, để con trai của ta ở bên cạnh ông ta, thế mà ông ta lại sỉ nhục ta như thế. Bạch Thiên An hoàn toàn không thèm phản ứng đến lão đầu hói, mắt chỉ nhìn Ninh Vọng Hải, trưng cầu ý kiến của ông. Có chuyện gì thì cứ tính hết cho ta, hãy bỏ qua cho con trai của ta. Lão đầu hói thấy Ninh Vọng Hải do dự, bắt đầu nhận mệnh, cao gia ta chỉ có một hương hỏa là nó, mà gần 50 tuổi ta mới có được. Ninh sư huynh, nể tình chúng ta là đồng môn, người hãy buông tha cho con trai ta đi. Được rồi, Ninh Vọng Hải suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, chuyện của 40 năm trước, ngay cả ông ta còn không hận, cần chi phải liên lụy đến con ông ta. Hạ Thiên nhìn lão đầu hói, đột nhiên chen vào một câu, lão Bạch si ngươi là thái giám, lấy đâu là con trai. Thái giám, Bạch Thiên An sửng sốt, gương mặt hiện lên sự nghi ngờ, người nói vậy là sao? Hắn ta lấy lại tinh thần, biểu hiện khó mà diễn tả bằng lời, người nói ông ta không được. Ngươi mới là không được đấy. Lão đầu hói giận dữ, cảm giác mình bị làm nhục quá lớn, lão phu càng già càng dẻo dai. Dám sỉ nhục ta ở phương diện này, đúng là bị ổi. Hạ Thiên nói, ông ta không phải là không được, mà giống của ông ta không được. Đứa con kia không chừng là vỏ của ai đó để lại. Ngươi ngậm máu phun người, ta sẽ đồng quy vu tận với ngươi. Lão đầu hói nộ khí công tâm, không quan tâm đến xương cốt toàn thân đều nát, cắn răng đứng lên nhào về phía Hạ Thiên. Cút sang một bên, không đợi Hạ Thiên ra tay, Bạch Thiên An đã một cước đạp lăn lão đầu hói. Lần này, lão đầu hói thật sự không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Hạ Thiên, vừa nãy ngươi nói là thật hay là cố ý chọc giận ông ta? Ninh Nhụy Nhụy không hiểu hỏi. Hạ Thiên thành thật nói, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, xem bệnh chữa bệnh này không ít. Ta xưa nay không gạt người. Không đúng, ta vốn không gạt người. Có mới là lạ. Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, người bớt nói láo lại một chút đi. Hạ Thiên ôm chặt lấy Ninh Nhụy Nhụy, cười nói, tiểu muội chân dài, nàng đang nói xấu ta một cách trần trụi. Ta nhất định phải trừng phạt nàng. Được rồi, Ninh lão tiên sinh đã tha thứ cho bọn họ, ta sẽ báo lại sự việc cho cha ta. Bạch Thiên An hơi cúi người, đưa tay nắm lấy cổ áo lão đầu hói, cha của ta xử lý xong chuyện bên hồ Thấm Nguyên sẽ đến thương lượng công việc với Ninh lão. Ninh Vọng Hải đột nhiên hỏi, vừa rồi Cao Vạn Phu có nói con của ông ta đang ở bên cạnh Bạch Sư Đệ, sẽ không có việc gì chứ? Ninh lão yên tâm, cha của ta đã sớm có sắp xếp. Bạch Thiên An bình tĩnh trả lời, bây giờ ta đi giam ông ta lại, ba vị cứ tự nhiên, có gì thì cứ gọi ta. Sau đó, hắn ta kéo lão đầu hói ra khỏi phòng, cũng không biết đi đâu. Người ngoài vừa đi khỏi, Ninh Nhụy Nhụy ngược lại thận trọng hơn. Nàng nhìn Hạ Thiên, tên sắc lang người có buông ta ra hay không? Ta sắp bị ngươi siết đến không thở được rồi. Không sao đâu, tiểu muội chân dài, nếu nàng không thở nổi, ta có thể dùng miệng độ khí cho nàng. Hạ Thiên cười nói. Ninh Nhụy Nhụy nhất thời im lặng, ngươi nên để những nữ nhân khác độ khí cho ngươi. Hạ Thiên nghiêm túc nói, tiểu muội chân dài, ăn giấm đích thật rất tốt cho tinh thần và thể xác nhưng ăn nhiều lại không tốt cho sức khỏe. Ăn giấm cái đầu ngươi đấy. Ninh Nhụy Nhụy biết mình không thắng được Hạ Thiên ở phương diện này, chỉ là ngoài miệng thì từ chối nhưng cũng không trực tiếp đẩy Hạ Thiên ra. Hạ Thiên không hiểu hỏi, tại sao nàng và cửu nha đầu cứ nhắc đến quỷ nhỉ? Trên thế giới này không có quỷ. Có chứ, đại sắc quỷ ngươi không phải quỷ sao? Ninh Nhụy Nhụy phản bác. Khụ khụ, Ninh Vọng Hải nhìn không được ho nhẹ hai tiếng. Hai đứa nhỏ ân ái trước mặt ông như vậy, thật sự khiến cho ông không nhìn nổi. Sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy không khỏi đỏ lên. Sau khi tỉnh hồn, nàng lập tức đẩy Hạ Thiên ra, còn hung hăng nguýt hắn một cái, đừng có mà tay chân động lung tung nữa. Lúc nào ngươi cũng muốn chiếm tiện nghi của ta. Nàng là nữ nhân của ta, đây không phải gọi là chiếm tiện nghi mà là thiên kinh địa nghĩa. Hạ Thiên cười nói. Ninh Nhụy Nhụy hừ nhẹ, ai là nữ nhân của ngươi? Ta chưa bao giờ thừa nhận. Không có sao, Hạ Thiên nghi hoặc hỏi. Không có, Ninh Nhụy Nhụy kiên quyết phủ nhận. Ninh Vọng Hải lại thở dài,
lắc đầu nói, hai người các ngươi không quan tâm đến sự tồn tại của lão già này sao? Ninh lão, không phải ông nên tránh mặt à? Hạ Thiên nói. Ninh Vọng Hải không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, ha ha, ngươi đúng là một chút thua thiệt cũng không chịu ăn, cũng phải chiếm thượng phong với ta sao? Hạ Thiên mỉm cười, không có, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Được rồi, nói chuyện chính đi. Ninh Nhụy Nhụy kéo Hạ Thiên, ra hiệu hắn ngồi xuống. Hạ Thiên không hiểu hỏi, chuyện chính gì? Ninh Nhụy Nhụy nhìn hắn một cái, đương nhiên là có chuyện chính sự rồi. Nếu không, ngươi cho rằng chúng ta là khách đến đây du lịch à? Khách du lịch cũng không phải là không được, cảnh tuyết ở nơi này cũng khá đẹp. Hạ Thiên phụ họa một tiếng, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, đương nhiên vẫn còn thua xa vạn dặm cảnh tuyết ở Thanh Phong Sơn. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười nói, nơi này chính là tuyết thành, một năm bốn mùa đều có tuyết. Cảnh tuyết không phải cứ có tuyết là sẽ đẹp, Hạ Thiên cũng không tán đồng lắm với câu nói này. Ninh Nhụy Nhụy bĩu môi, đúng đúng đúng, người nói cái gì cũng đúng. Phong cảnh Thanh Phong Sơn đệ nhất thiên hạ, không nơi nào có thể so sánh được. Vốn là như vậy mà, Hạ Thiên đương nhiên nói, tiểu muội chân dài, nàng nói vậy là không đúng rồi. Âm dương quái khí, rõ ràng đáng đánh. Không có, ngươi nghe nhầm rồi. Ninh Nhụy Nhụy mở to mắt, làm ra vẻ vô tội, ta là mỹ thiếu nữ, tại sao có thể âm dương quái khí được chứ? Hạ Thiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy. Ngươi nhìn khiến ta nổi da gà đấy, ngươi lại đánh chủ ý xấu gì nữa thế? Ninh Nhụy Nhụy vội kéo áo, đến bên cạnh Ninh Vọng Hải, nói khẽ, ra ra, không phải ông nói có chuyện quan trọng muốn tìm hắn sao? Bây giờ ông hỏi đi, nếu không, nói không chừng hắn lại đi nữa đấy. Cũng đúng, Ninh Vọng Hải gật đầu. Hạ Thiên nghiêm túc nói, Ninh gia gia, ông là gia gia của tiểu muội chân dài, cũng chính là gia gia của ta. Có chuyện gì, ông cứ nói thẳng là được, không cần cân nhắc chuyện khác. Thật ra ta có một yêu cầu hơi quá. Ninh Vọng Hải trải qua cân nhắc thận trọng, chậm rãi nói thẳng ra, 40 năm trước ta đã từng là đệ tử võ tông phái Tuyết Sơn. Hơn nữa còn mở khí khiếu đan mạch. Mặc dù không phải người tu hành nhưng chân khí vẫn có thể sử dụng một cách tự nhiên. Về sau, khi ta hạ sơn, để thực hiện lời hứa, ta đã tự phế đan điền khí hải, chỉ còn lại công phu quyền cước, nhưng cũng đã lâu rồi không dùng đến. Hạ Thiên lập tức hiểu ra Ninh Vọng Hải muốn nói cái gì, Ninh gia gia, ông không cần phải nói uyển chuyển như vậy. Có phải ông muốn ta giúp ông một lần nữa đả thông đan điền khí hải? Đúng. Ánh mắt Ninh Vọng Hải mong chờ nhìn Hạ Thiên, có thể làm được sao? Việc rất nhỏ mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười nói, chuyện này chẳng có gì quan trọng, chẳng qua chỉ tiện tay mà làm. Nói xong, Hạ Thiên lấy ra ngân châm, đâm vào mấy đại huyệt gần đan điền khí hải của Ninh Vọng Hải. Sau 2-3 giây, ngân châm đi qua mấy chu thiên, hắn lập tức thu châm lại. Đi, Hạ Thiên lạnh nhạt nói. Ra ra, ông cảm thấy thế nào? Ninh Nhụy Nhụy lo lắng nhìn Ninh Vọng Hải, có hữu hiệu hay không? Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, nàng đang hoài nghi y thuật của ta sao? Nàng còn nhớ ta đã đánh nàng một lần, không, hai lần không? Ninh Nhụy Nhụy trừng mắt nhìn Hạ Thiên, hừ, tại sao lúc nào ngươi cũng nghĩ đến chuyện xấu nhỉ? Đây cũng không phải chuyện xấu, Hạ Thiên cười nói. Ta không thèm để ý đến ngươi nữa, để ta kiểm tra xem tình huống của Gia Gia như thế nào. Ninh Nhụy Nhụy nói, lúc này, Ninh Vọng Hải đã nhắm mắt, thời gian trôi qua 40 năm, bây giờ một lần nữa ông cảm nhận được sự tồn tại của đan điền khí hải, trong đó quả nhiên có từng sợi tinh khí tinh thuần. Ông lập tức thử rút chân khí ra. Ninh Vọng Hải quát khẽ một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, vận khí trong tay vỗ xuống cái bàn trà bằng đá cẩm thạch trước mặt. Bành! Chỉ thấy bàn trà bằng đá cẩm thạch cực kỳ rắn chắc biến thành một đống cặn bã. Quả nhiên đã khôi phục, Ninh Vọng Hải vui mừng quá đỗi, tuyết thủ này còn lợi hại hơn so với năm đó hai phần. Đương nhiên rồi, Hạ Thiên hơi có chút kiêu ngạo, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Chút hiệu quả đó còn không phải nhất định sao, Ninh gia gia ông muốn trở nên lợi hại hơn cũng chỉ là chuyện tiện tay một châm mà thôi. Ninh Vọng Hải lắc đầu, biểu hiện trịnh trọng, được rồi, ta đã rất hài lòng. Nếu còn cầu nhiều hơn, ngược lại không hay. Có thân thủ này rồi, ta về lại phái Tuyết Sơn mới xem như danh chính ngôn thuận.
Hạ Thiên có chút nghi hoặc, Ninh gia gia, thật ra ông có chuyện cần làm thì cứ để tiểu muội chân dài đi làm không được sao? Nếu tiểu muội chân dài làm không được, ông có thể tìm ta. Không có chuyện gì mà ta không làm được, cần chi phải đích thân đi làm như thế? Ninh Vọng Hải kiên định lắc đầu, ý tốt của ngươi, ta xin nhận, nhưng không cần. Chuyện này chỉ có thể chính ta đi làm, đến lúc đó, Nhụy Nhụy cũng đừng đi theo, cứ ở lại Tuyết Thành giúp ngươi. Gia Gia, không thì để con đi theo ông. Ninh Nhụy Nhụy thật sự lo lắng cho an nguy của Gia Gia nàng, Hạ Thiên không cần con hỗ trợ đâu. Không được, Ninh Vọng Hải quả quyết từ chối. Ninh Nhụy Nhụy biết tính cách của Gia Gia nàng, chuyện gì mà đã quyết, nàng có thuyết phục như thế nào cũng không được, đành phải quay sang nháy mắt với Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, mắt nàng bị khô sao? Nàng nháy mắt với ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi làm bộ gì chứ? Ninh Nhụy Nhụy tức đến mức muốn đạp cho Hạ Thiên hai cước, ta muốn ngươi khuyên Gia Gia của ta. Hạ Thiên nói, vậy nàng nói thẳng là được rồi, nháy nháy làm gì? Được rồi, Nhụy Nhụy, con đừng làm loạn nữa. Ninh Vọng Hải đương nhiên biết cháu gái của mình muốn làm gì, ta biết các người lo lắng cái gì, yên tâm đi, nói thế nào ta cũng đã từng là đệ tử phái Tuyết Sơn. Hơn nữa, tuổi tác của ta cũng đã lớn, không còn xúc động như 40 năm trước nữa đâu. Ninh Nhụy Nhụy hơi cau mày, thấp giọng nói, chỉ sợ chưa hẳn. Hạ Thiên lên tiếng, Ninh Gia Gia, ông nên để tiểu muội chân dài đi theo ông đi. Nếu không, nàng ấy nhất định sẽ không tập trung tinh thần. Nói không chừng, nàng ấy còn kéo ta lên phái Tuyết Sơn gây sự đấy. Đúng vậy, con tuyệt đối sẽ kéo Hạ Thiên lên núi. Ninh Nhụy Nhụy lập tức nắm được ý trong lời nói của Hạ Thiên, Hạ Thiên là kẻ chuyên gây sự. Đến lúc đó, hắn gây ra họa lớn bao nhiêu cũng khó nói. Hạ Thiên bất mãn chừng mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, tiểu muội chân dài, nàng ít bị đánh đúng không? Ta giúp nàng, nàng còn nói xấu ta. Ta không có nói xấu ngươi, ta chỉ nói sự thật. Ninh Nhụy Nhụy nhìn không được trêu chọc. Ninh Vọng Hải suy nghĩ một chút, sau đó thở dài nói với Ninh Nhụy Nhụy, được rồi, con đi theo, nhưng mọi chuyện con cũng đừng nhúng tay vào, để ta xử lý. Được. Con tuyệt đối sẽ không nhúng tay. Ninh Nhụy Nhụy mỉm cười gật đầu, sau đó ném ánh mắt biết ơn về phía Hạ Thiên. Ninh Vọng Hải nhìn hai tay của mình, bây giờ là lúc lên núi, giải quyết cho xong một số chuyện cũ trước kia. Bốp bốp bốp. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ninh Sư Huynh, 40 năm không gặp, nghĩ không ra phong thái của Huynh vẫn không giảm, hơn nữa còn càng già càng dẻo dai. Một lão giả tóc vàng bước vào. Gương mặt chỉ toàn là vẻ hưng phấn. Ninh Vọng Hải đưa mắt nhìn người đến, ý cười cũng hiện lên trên gương mặt, Hoàng Hầu Tử, người ngược lại phát tướng không ít, một chút cũng không còn tướng khỉ năm đó. Ha ha, đừng gọi tên hiệu của ta trước mặt vãn bối chứ. Bạch Vạn Bang lắc đầu cười khổ, sau đó lên tiếng chào Hạ Thiên, rồi lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy, người hẳn là cháu gái của cái người vô địch khắp thiên hạ kia đúng không? Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, đúng. Ta tên Ninh Nhụy Nhụy. Ông là sư đệ của Gia Gia ta, vậy ta sẽ gọi ông một tiếng Bạch Gia Gia. Ha ha, quả nhiên rất hiểu chuyện. Bạch Vạn Bang cao hứng không thôi, tuy nhiên, ta cũng gánh nổi cái tiếng Gia Gia này. Năm đó, ở phái Tuyết Sơn, ta và Gia Gia ngươi là sinh tử chi giao đấy. Ninh Vọng Hải cũng là người thẳng tính, lười quanh co lòng vòng, Hoàng Hầu Tử, ngươi đừng có làm bộ nữa. Ngươi gọi ta đến không phải vì giải quyết chuyện năm đó sao? Tối nay chúng ta lên núi, mau chóng giải quyết tất cả mọi chuyện. Ninh Sư Huynh, tại sao Huynh vẫn còn nôn nóng như khi còn trẻ thế? Bạch Vạn Bang kinh ngạc nhìn Ninh Vọng Hải, không khỏi cười khổ, cho dù có muốn đi, chúng ta cũng phải chuẩn bị một chút. Trưởng môn phái Tuyết Sơn hiện nay cũng không phải dễ chơi. Nếu làm không tốt, chúng ta nói không chừng sẽ bị gãy liền. Đây không phải là nóng vội, mà là quyết định thật nhanh. Ninh Vọng Hải lắc đầu, khi ngươi chuẩn bị, chẳng lẽ nàng ta không chuẩn bị sao? Ngươi không cảm thấy chuyện mà ngươi làm ở Tuyết Thành, nàng ta sẽ không biết chút gì à? Bạch Vạn Bang ngẩn người, rất nhanh lắc đầu, liên quan đến chuyện này, ta không hề nói qua với bất cứ người nào, bao gồm con của ta. Hạ Thiên nói, Bạch Lão Đầu, bên cạnh ngươi đã biến thành một cái sàng. Đám con trai của ngươi chẳng có đứa nào đáng tin cậy. Ngươi nói hay chưa nói quan trọng lắm sao?
Bạch Vạn Bang cứng họng, nhưng lại không cách nào phản bác. Cần quyết đoán mà không quyết đoán sẽ bị loạn. Ninh Vọng Hải nhìn thẳng vào Bạch Vạn Bang, người muốn dẫm vào vết xe đổ 40 năm trước sao? Nói xong, ông lại bồi thêm một câu, hơn nữa, ta cũng không tin ngươi không hề có sự chuẩn bị. Với tính cách của ngươi, lại có thể ẩn nhẫn 40 năm, làm sao có thể không có mưu đồ thỏa đáng chứ? Ninh sư huynh quả nhiên nhìn thấu ta, Bạch Vạn Bang ho nhẹ một tiếng để che giấu sự bối rối của mình, sau đó nói, tuy nhiên, tối nay có chút rắc rối, lại hoàn toàn không cần thiết. 3 ngày sau là thọ thần của nữ nhân kia, vừa lúc ta đã chuẩn bị một phần hạ lễ, lại gọi thêm một số bạn bè cũ. Thời gian 40 năm đã trôi qua, đến lúc đó tất cả cùng nhau chúc mừng nàng ta một chút. Nói đến đây, Ninh Vọng Hải cũng không cưỡng ép nữa, vừa lúc để ta làm quen với cơ thể bây giờ một chút, còn có tuyết thủ 36 thế. Tuy nhiên, 3 ngày cũng không phải quá lâu, sẵn tiện mời Ninh sư huynh ở lại xem trò hay. Bạch Vạn Bang mỉm cười, sau đó nói với Ninh Vọng Hải, ta đã thiết lập một ván cục ở Hồ Thấm Nguyệt, vừa lúc dụ vị kia trên núi ra chiêu, thuận tiện thảy một mồi câu, câu toàn bộ gian tế tiềm ẩn bên cạnh ta ra ngoài. Ninh Vọng Hải không cảm thấy hứng thú đối với chuyện này, xem kịch thì thôi đi, ta không có hứng thú. Ngươi tìm cho ta một chỗ yên tĩnh để ta suy nghĩ một chút là được. Cũng được, Bạch Vạn Bang gật đầu, cao giọng hô một câu, Thiên An, ngươi qua đây. Bạch Thiên An bước đến, cha, cha gọi con có chuyện gì? Bây giờ ngươi hãy đi sắp xếp một trụ sở yên tĩnh cho Ninh sư huynh của ta. Bạch Vạn Bang dặn dò, còn nữa, ngươi sắp xếp luôn một phòng cho Ninh tiểu thư và Hạ thần y. Hạ Thiên nói, ta không cần sắp xếp gì cả, cứ bố trí cho tiểu muội chân dài là được. Bạch Thiên An vô thức nhìn Ninh Nhụy Nhụy một cái, sau đó quay sang trưng cầu ý kiến Bạch Vạn Bang và Ninh Vọng Hải. Chuyện của mấy người trẻ tuổi, cứ tùy bọn họ đi. Ninh Vọng Hải hoàn toàn không có ý kiến đối với chuyện này. Dù sao cháu gái của ông sớm muộn gì cũng là người của Hạ Thiên, ông đã sớm chuẩn bị tâm lý. Bạch Vạn Bang nói, người cứ nghe theo sự sắp xếp của Hạ Thần Y. Vâng, Bạch Thiên An nhẹ gật đầu. Ninh sư huynh, huynh theo ta đến thư phòng đi. Bạch Vạn Bang hợp thời đề nghị với Ninh Vọng Hải. Vừa lúc ta có một số chuyện muốn chứng thực với huynh một chút. Ninh Vọng Hải biết Bạch Vạn Bang muốn nói chuyện năm đó với ông, lập tức gật đầu, đi thôi. Đi chưa được 2 bước, ông quay lại nhìn Ninh Nhụy Nhụy, dặn dò, Nhụy Nhụy, ta và Bạch sư đệ đi bàn một số việc, còn ở đây với Hạ Thiên nhé. Thiên An, ngươi ở đây tiếp đãi Hạ Thần Y và Ninh tiểu thư cho tốt. Bạch Vạn Bang cũng dặn dò một câu, sau đó cùng với Ninh Vọng Hải rời đi. Sắc mặt Ninh Nhụy Nhụy đỏ lên, thật sự có chút xấu hổ không chịu nổi, lập tức trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tiểu muội chân dài, nàng trừng ta làm gì? Hạ Thiên bày ra vẻ mặt vô tội. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói, ngươi còn không biết xấu hổ. Vì sao lại không biết xấu hổ? Hạ Thiên thật sự không hiểu. Ta mặc kệ ngươi, Ninh Nhụy Nhụy đưa ngón trỏ tay phải ra, cho dù ở chung một phòng, ngươi tốt nhất đừng hòng có suy nghĩ làm chuyện gì xấu với ta. Hạ Thiên kỳ quái hỏi, ta ở Hồ Thấm Nguyệt với vợ Tiểu Tiểu Dương, không cần phải sắp xếp phòng. Lập tức, hắn bừng tỉnh, cười hì hì nói, ta hiểu rồi, tiểu muội chân dài, thì ra nàng muốn ở chung phòng với ta. Vậy thì tốt quá, đêm nay ta sẽ cái đầu ngươi đấy, ngươi cầm miệng cho ta. Ninh Nhụy Nhụy tức đến mức đưa tay che miệng Hạ Thiên lại. Bạch Thiên An mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, biến mình thành kẻ điếc và đồ ngốc. Đi trước dẫn đường. Rất nhanh, hắn ta dẫn Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy đến trước một gian phòng. Đứng trước gian phòng còn có một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi. Ninh tiểu thư, đây là phòng của ngươi. Bạch Thiên An dừng lại, mỉm cười nói, bà ấy là Ngô Mụ, là người hầu trong nhà, có chuyện gì ngươi có thể tìm bà ấy. Sau đó, hắn ta quay sang dặn dò Ngô Mụ, hai vị này là Ninh tiểu thư và Hạ tiên sinh, khách quý của cha ta. Ngươi nhớ chiếu tốt cho tốt, đừng chậm trễ. Đương nhiên, nếu có điều gì Ngô Mụ làm không được, cứ đến tìm ta. Bạch Thiên An cười nói. Hạ Thiên nói, ta thấy cũng chẳng cần phải tìm ngươi. Có chuyện gì tiểu muội chân dài cũng có thể giải quyết, không giải quyết được thì còn ta đây. Điều này cũng đúng, Bạch Thiên An có cảm giác Hạ Thiên dường như có địch ý với hắn ta.
mặc dù không hiểu được là vì cái gì nhưng hắn ta cũng không chú ý cho lắm, Hạ Thần Y gần như không có điều gì mà không làm được, xác thực không cần đến ta nhiều chuyện. Ngô Mụ dùng chìa khóa mở cửa, vô cùng cung kính nói, mỗi ngày ta đều quét dọn phòng sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều đầy đủ. Ninh tiểu thư xem qua còn thiếu cái gì, nếu không hài lòng thì có thể đổi lại. Ninh Nhụy Nhụy quét mắt nhìn một vòng, sau đó nói, không cần đâu, ta ở phòng này được rồi. Dù sao nàng cũng đang ở nhà người khác, cũng không phải khách sạn hay nhà trọ. Nếu bắt bẻ, đó chính là không tôn trọng chủ nhà. Trời vẫn còn sớm, khi nào ăn tối, ta sẽ thông báo cho mọi người. Bạch Thiên An cười nói, Ninh tiểu thư và Hạ Thần Y, hai người cứ tự nhiên, ta sẽ không quấy rầy các người nữa. Sau đó, hắn ta rất thức thời rời đi. Bây giờ chỉ mới qua giờ trưa, chẳng lẽ ở trong phòng chờ cơm tối. Ninh Nhụy Nhụy quay sang nhìn Hạ Thiên, người ở đây với Dương San đã 2-3 ngày rồi, có thứ gì chơi vui không? Hạ Thiên lắc đầu, nơi này nhàm chán muốn chết, chẳng có gì chơi vui cả. Ninh tiểu thư, nếu ngươi muốn ra ngoài, bây giờ ngươi có thể đến Miếu Tuyết Tiên để tham quan. Lúc này, Ngô Mụ thấp giọng đề nghị, hai ngày nay đang có hội chùa, nghe nói tiên nương nương trên núi tuyết cũng sẽ xuống núi phát chút tiên phù tiên dược. Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy nghi ngờ, nàng chưa từng nghe nói qua có thần tiên gì cả, Tuyết Tiên nương nương. Đây là thần tiên lộ nào thế, tại sao ta chưa nghe nói qua? Trước kia xác thực không có, Ngô Mụ cung kính hồi đáp, là 12 năm trước mới có, nghe nói có người nhìn thấy ác quỷ muốn mở địa ngục chi môn trên đỉnh núi tuyết, sau đó làm hại nhân gian. Tiếp theo, đột nhiên có một vị tiên tử xuất hiện, giết chết ác quỷ kia, sau đó hy sinh chính mình chặn lại địa ngục chi môn. Từ đó về sau, có người bắt đầu tế Tuyết Tiên nương nương. Ồ, Ninh Nhụy Nhụy nghe được cố sự này, không khỏi cau mày. Tại sao nàng nghe có chút quen tai nhỉ? Hạ Thiên cũng cau mày, bởi vì hai ngày qua hắn đã nghe cố sự này một lần nhưng không hề nhắc đến Tuyết Tiên nương nương. Tại sao cố sự này nghe có chút giống với Cửu tỷ tỷ đã nói với ta Cơ Thanh Ảnh giết chết Vấn Thiên Quân trên đỉnh núi tuyết nhỉ? Ninh Nhụy Nhụy nhỏ giọng dò hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên đáp, hơn phân nửa là nó. Dù sao hương hỏa rất tràn đầy, nghe nói rất linh nghiệm. Ngô Mụ nói đến đây, ngược lại hào hứng hẳn lên, ta cũng muốn đến cầu chút tiên phù tiên dược. Khoan đã, Ninh Nhụy Nhụy bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không phải ngươi nói Tuyết Tiên nương nương đã hy sinh chính mình chặn lại địa ngục chi môn sao? Vậy bây giờ người xuống núi phát phù dược là ai? Ngô Mục lắc đầu, cái này ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết mỗi tháng, vào những ngày này, phù dược chữa bệnh cầu phúc sẽ được ban xuống. Tuy nhiên, mỗi lần chỉ phát tiên phù tiên dược miễn phí 100 phần. Phát xong sẽ ngừng lại. Ta thấy trong này rất có vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy nhẹ giọng hỏi Hạ Thiên, chúng ta mau đến đó xem sao. Đương nhiên phải đi rồi. Hạ Thiên hơi mất hứng nói, ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai dám mượn chuyện của vợ nữ hoàng lừa gạt người khác. Ninh Nhụy Nhụy hỏi Ngô Mụ, Miếu Tuyết Tiên ở đâu? Nằm ở phía Bắc Tuyết Thành, là một ngôi miếu màu trắng. Ngô Mụ tiện tay chỉ một hướng, sau đó nhỏ giọng nhắc nhở, tuy nhiên, võ tăng trong miếu rất bá đạo, tuyệt đối không nên trêu chọc. Nếu không, sẽ bị đánh. Ninh Nhụy Nhụy càng thêm nghi ngờ, trong miếu còn nuôi võ tăng. Ai nuôi? Nuôi võ tăng để làm gì? Không biết, Ngô Mụ biết việc cũng không nhiều, không cách nào trả lời vấn đề này. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đi xem một chút chẳng phải sẽ biết sao. Đi, Ninh Nhụy Nhụy gật đầu, sau đó trên lưng xuất hiện một cánh tay khoác lên, tiếp theo người không thấy tăm hơi đâu. Ngô Mụ nhìn đến ngây người, còn tưởng rằng mình hoa mắt nữa chứ. Bắc Tuyết Thành, một ngôi miếu màu trắng đứng vững dưới chân núi. Nếu không phải xung quanh còn thực vật màu xanh quanh năm tươi tốt, còn có không ít lá cờ đủ màu, nhìn lại, người ta còn tưởng rằng ngôi miếu này ẩn hình nữa chứ. Mấy ngày nay đang diễn ra hội chùa, người lui tới rất nhiều. Bất luận du khách hay là khách hành hương, tất cả đều nối liền không dứt. Bên ngoài cửa miếu, hai bên đứng bốn võ tăng cầm thủy hỏa côn, uy hiếp đạo trích không dám đến đây phạm tội, đồng thời cũng trấn trụ người lui tới, để bọn họ không tự chủ mà sinh lòng kính sợ. Hôm nay miếu có phát phù dược, bên ngoài ngôi miếu tập trung ít nhất mấy trăm người, nhưng ra vào rất có thứ tự. Không bao lâu sau,
một hòa thượng mập mặc áo cà sa màu đỏ chậm rãi bước ra bên ngoài cửa miếu, cất cao giọng nói, được rồi, 100 phần phù dược đã được chuẩn bị xong, người không có tên trong 100 người đầu tiên có thể giải tán. Chờ phát xong phù dược, mọi người có thể đến thắp hương lần nữa. Người xếp đằng sau nghe xong, chẳng những không lui bước, ngược lại còn quần tình phẫn nộ. Sáng nay ta đã đến lúc 4 giờ rưỡi, không thể để ta cứ như vậy mà trở về. Đúng đấy, ta đã ở đây từ nửa đêm hôm qua, dựng lều ngủ một đêm, kết quả tỉnh lại thấy mình là người thứ 101. Có người chen ngang, đại hòa thượng, người có quản hay không? Tuyết tiên nương nương có quản hay không? Người xếp số 1 kia chính là người chen ngang. Hòa thượng mập liếc nhìn người đứng ở vị trí thứ nhất, chậm rãi hỏi một câu, ngươi là người chen ngang. Đánh giám, cái gì gọi là chen ngang? Lão tử dùng tiền mướn người xếp hàng trước mà thôi. Người đứng ở vị trí thứ nhất khinh thường nói, có gan thì các ngươi dùng tiền để mướn đi. Hòa thượng, ngươi cũng đừng làm bộ ở đó nữa. Lão tử có tiền, ngươi mau để cho ta vào. Hòa thượng mập đột nhiên đánh một chưởng vào mặt người này, trực tiếp tát bay hắn ta ra ngoài. Người kia không hiểu, ta là người của Hoa gia. Đắc tội Hoa gia chúng ta ở Tuyết Thành, các ngươi không có quả ngon để ăn đâu. Mau đánh người này 3 côn cho ta, sau đó kéo đi. Về sau, nếu hắn ta đến một lần thì đánh một lần. Hòa thượng mập hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói, lão nạp mặc kệ Hoa gia, Bạch gia hay nhà nào khác, miếu Tuyết Tiên là nơi của Tuyết Tiên nương nương, dùng để phổ độ chúng sinh, tạo phúc vạn dân, ai đến cũng phải tuân thủ quy củ này. Lần này, không chỉ người xếp hàng, ngay cả người vây xem cũng ầm ầm kêu hay. Nếu còn có người chen ngang, đánh 10 côn ngay tại chỗ. Hòa thượng mập vô cùng hài lòng với loại phản ứng này của quần chúng. Nhưng khi ông ta vừa dứt lời, lập tức có 2 bóng người đi tới trước mặt ông ta, hơn nữa còn xông thẳng vào trong miếu, hoàn toàn không nhìn ông ta. Các ngươi đứng lại cho ta. Hòa thượng mập giận dữ. Lại có người dám làm ông ta mất mặt trước mặt mọi người. Ông ta tức giận mắng, 2 người là ai? Nếu các ngươi còn bước về phía trước một bước, các ngươi có tin lão nạp đánh chết các ngươi hay không? 2 người các ngươi điếc sao? Hòa thượng mập phát hiện 2 người kia dường như không nghe thấy lời ông ta nói, cứ như vậy mà đi vào trong miếu, không khỏi giận dữ quát lớn. Nói xong, ông ta quay sang giống to với đám võ tăng, tất cả các ngươi chết hết rồi sao? Còn không mau đuổi 2 người kia cho lão nạp. Mấy võ tăng nghe được mệnh lệnh, lập tức cầm lấy thủy hỏa côn vọt vào, 2-3 bước đã vây người kia lại. Các ngươi muốn làm gì? Nữ nhân trẻ tuổi đẹp như tiên nữ trong 2 người cười hỏi. Nữ nhân này chẳng những dung mạo xinh đẹp, trên người còn có khí chất cực kỳ xuất trần. Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là ngực không đủ to, nhưng cũng đủ xưng tụng là đại mỹ nhân nhất đẳng. Nữ nhân trẻ tuổi đương nhiên là Ninh Nhụy Nhụy, đứng bên cạnh nàng không ai khác chính là Hạ Thiên. Đám võ tăng hoàn toàn không nghĩ đến xông vào trong chùa lại là mỹ nữ xinh đẹp đến như vậy, không khỏi ngẩn cả người. Các ngươi đứng thất thần ra đó làm gì, mau đuổi người ra cho ta. Lúc này, hòa thượng mập vội vã chạy vào, thở hồng hộc quát. Đại sư, người yên tâm đừng nóng, cũng không nên kích động như vậy. Ninh Nhụy Nhụy chậm rãi xoay người lại. Vẻ mặt tươi cười nhìn hòa thượng mập, thật ra ta và bạn trai của ta chỉ muốn gặp Tuyết Tiên nương nương một lần, cũng không có ác ý gì cả. Hòa thượng mập nhìn thấy mặt Ninh Nhụy Nhụy, cũng âm thầm kinh hãi. Nữ nhân này xinh đẹp thật. Tâm trạng của ông ta hơi thả lỏng một chút, thở hổn hển nói, Tuyết Tiên nương nương không gặp người ngoài, mời 2 vị trở về. Ngươi đừng nói như vậy. Ninh Nhụy Nhụy cười nhẹ, bắt đầu nhập vai, chúng ta chính là mộ danh mà đến. Nghe nói phù dược của Tuyết Tiên nương nương rất linh, cho nên chúng ta mới đến đây xem một chút. Bạn trai ta có tiền, nếu Tuyết Tiên nương nương lợi hại như vậy, có thể giải quyết được vấn đề của chúng ta, chỗ tốt tuyệt đối không thiếu cho các người. Hòa thượng mập liếm môi một cái, nhưng vẫn lắc đầu, nếu 2 vị cầu thuốc, có thể ra ngoài xếp hàng. Mỗi tháng đều có 3 ngày phát thuốc miễn phí, trong miếu thứ cho không tiếp đãi bất cứ khách lạ nào. Mấy cái thứ đó không phải là thứ mà chúng ta muốn. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, ánh má tràn ngập sự khinh thường, người đừng xem chúng ta là những người có thể tùy ý hồ lộng hay ngớ ngẩn bên ngoài. Bạn trai ta cũng là bác sĩ, hắn đã sớm kiểm tra qua những loại phù dược đó rồi. Bác sĩ,
Hòa thượng mập cảm thấy lo lắng, cố gắng để mình bình tĩnh lại, phục dược của chúng ta đều là thần vật do Tuyết Tiên nương nương ban thưởng, bác sĩ có thể nhìn ra được cái gì? Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, tiểu muội chân dài, nàng không cần thiết phải nói nhảm với bọn họ, cứ gặp thẳng vị nương nương gì đó là được. Vừa nãy không phải đã nói sẽ dựa theo ta mà làm việc sao? Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nhìn Hạ Thiên, nhanh như vậy đã không nhịn được. Tiểu muội chân dài, ta chỉ nói cùng nàng đi chơi, cũng không nói tất cả đều nghe theo nàng. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hơn nữa, đám người này nhìn qua là biết ngu ngốc, hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian với bọn họ. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, vậy tại sao ngươi không trực tiếp xông vào tìm Tuyết Tiên nương nương, hành hung một trận rồi rời đi? Ta ghét người này lợi dụng danh nghĩa vợ nữ hoàng lừa gạt người khác. Hạ Thiên nhếch miệng, những chuyện khác không liên quan đến ta. Vậy thì ngươi đừng có nóng vội. Ninh Nhụy Nhụy cười nói, tới cửa xử lý bọn họ thì sướng rồi, nhưng một chút quá trình cũng không có thì còn có ý nghĩa gì nữa. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Ninh Nhụy Nhụy, sau đó nghiêm túc nói, tiểu muội chân dài, nàng yên tâm đi, ta chẳng những quá trình rất dài, còn tuyệt đối có thể bảo đảm nàng thoải mái. Ngươi đang nói cái gì, tại sao ta nghe có chút không? Gương mặt Ninh Nhụy Nhụy hiện lên sự nghi ngờ, đột nhiên bừng tỉnh, sắc lang ngươi đấy, ngươi có thể đứng đắn một chút hay không? Tại sao cái này cũng có thể liên tưởng đến mấy chuyện loạn thất bát tao thế? Tiểu muội chân dài, ta không có liên tưởng, là chính nàng nói mà. Hạ Thiên cười nói. Lần này, Ninh Nhụy Nhụy thật sự tức giận, trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hòa thượng mập thấy hai người không coi ông ta ra gì, không khỏi nổi nóng quá to, này, hai người nói đủ chưa? Miếu Tuyết Tiên không chào đón các ngươi mau cút ra ngoài, nếu không, đừng trách chúng ta không khách sáo. Ta nói người đấy, là hòa thượng mà tại sao hỏa khí lại lớn đến như thế? Ninh Nhụy Nhụy cười nhạt, người xuất gia không phải đều tâm bình khí hòa sao? Tức giận mắng chửi người khác không phải phạm vào tam độc à? Lão nạp không rảnh nghe các ngươi nói nhảm, hòa thượng mạp không chút kiên nhẫn, nếu các ngươi còn không rời đi, ta sẽ để võ tăng đuổi các ngươi đi. Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, chúng ta là khách quý, bạn trai ta còn là ức vạn phú ông, thân gia không ít, ngươi không muốn giữ chúng ta lại mà còn muốn đuổi chúng ta đi, chẳng lẽ trong miếu các ngươi có việc gì đó không thể lộ ra ngoài? Còn dám nói hưu nói vượn, hòa thượng mập giận dữ, vung bàn tay to béo lên, võ tăng, mau đánh bọn họ ra ngoài. Đám võ tăng nắm chặt thủy hỏa côn, nâng lên muốn đánh tới Hạ Thiên. Khoan đã! Lúc này, một người từ trong viện bước ra, lên tiếng gọi lại võ tăng. Người kia tuổi không lớn lắm, nhìn qua khoảng 23-24 tuổi, dáng người thẳng tắp, ngũ quan đoan chính, mặc dù không tính là đẹp trai nhưng ngũ quan quả thật khiến người ta sinh ra cảm giác thân cận. Ồ, Tiết, Tiết công tử! Hòa thượng mập nhìn người tới, lập tức cung kính thi lễ. Tiết công tử bất mãn nói, hành đức đại sư, chuyện gì xảy ra thế? Hồi Tiết công tử, hai người này tự tiện xông vào miếu, nói muốn gặp Tuyết Tiên nương nương. Hòa thượng mập hai tay hợp thành chữ thập, vội vàng giải thích, ta hoài nghi bọn họ lòng mang ý đồ xấu, đang định đuổi bọn họ ra ngoài. Tiết công tử khoát tay, vẫy lùi đám võ tăng, ánh mắt rơi vào người Ninh Nhụy Nhụy, người đẹp như vậy, tại sao lại có ý đồ xấu gì chứ? Tất cả các ngươi giải tán đi. Nhưng, hòa thượng mập muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt vẫn hiện lên sự đề phòng. Được rồi, ta bảo ngươi đi thì ngươi đi đi. Tiết công tử bất mãn chừng hòa thượng mập, xảy ra chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm. Nếu bọn họ đến gặp Tuyết Tiên nương nương, vậy thì cứ để bọn họ gặp. Cứ che che giấu giấu, người khác sẽ cho rằng có vấn đề bên trong thì sao? Hòa thượng mập vẫn không nhìn được mà nhắc nhở, có nên báo trước cho Tuyết Tiên nương nương một tiếng hay không? Nếu chẳng may lão nhân gia không cao hứng, công tử ngươi chẳng phải sẽ bị liên lụy hay sao? Ta dẫn bọn họ đi, Tuyết Tiên nương nương sẽ không có ý kiến. Tiết công tử bất mãn hừ lạnh, ngươi cứ làm tốt chuyện của mình là được, ngươi còn quản chuyện của Tuyết Tiên nương nương lên người ta sao? Ngươi phát phù dược miễn phí của ngươi, còn những chuyện khác, ngươi không có tư cách hỏi đến. Rõ, hòa thượng mập thấy đối phương tức giận, lập tức cáo từ, sau đó mang theo võ tăng rời đi. Chờ những người này đi hết, Tiết công tử cười ha hả nói với Ninh Nhụy Nhụy, vị mỹ nữ kia, ta tên Tiết Hạo Trì, không biết ngươi xưng hô như thế nào.
ta tên Ninh Tiếu Tiếu, hắn là bạn trai của ta, Hạ Dương Quang. Ninh Nhụy Nhụy tiến lên chủ động khoác khuỷu tay của Hạ Thiên. Cái gì mà Dương Quang, khó nghe quá. Hạ Thiên bĩu môi, tiểu muội chân dài, năng lực đặt tên của nàng quá kém. Không cần giấu giếm, ta tên Hạ Thiên. Lúc này, Tiết Hạo Trì mới chậm rãi chuyển động trong mắt nhìn Hạ Thiên, phát hiện hắn thật sự rất bình thường chẳng có gì lạ, hoàn toàn không xứng với đại mỹ nữ, trong lòng lập tức hạ quyết tâm muốn cướp người đẹp. Hạ tiên sinh đúng không? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Tiết Hạo Trì đã đánh chủ ý, chẳng những không lãnh đạm Hạ Thiên, ngược lại càng thêm nhiệt tình, chủ động đưa tay ra. Hạ Thiên nhìn cũng không thèm nhìn Tiết Hạo Trì, khó chịu nói, người tốt nhất đừng đánh chủ ý vào nữ nhân của ta. Nếu không, người hoặc biến thành thái giám, hoặc biến thành người chết. Ha ha, Hạ tiên sinh đúng là biết nói đùa. Tiết Hạo Trì lần đầu tiên bị người ta cư xử bất lịch sự đến như vậy, trong lòng đã nổi lên sát tâm nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười như cũ. Ta chẳng qua chỉ cảm thấy hai vị rất hiền, cho rằng kiếp trước chắc hữu duyên, vừa lúc ta và Tuyết Tiên Nương Nương có giao tình, ngược lại có thể thay các ngươi dẫn tiến một chút. Ninh Nhụy Nhụy làm ra vẻ cao hứng, vậy thì tốt quá. Chúng ta vốn mộ danh mà đến, nghe nói Tuyết Tiên Nương Nương rất linh nghiệm, cầu gì ứng đó. Vừa lúc ta có một số việc muốn đến đây cầu xin. Vậy các ngươi đến đúng lúc rồi. Tiết Hạo chỉ mỉm cười, gương mặt hiện lên cảm giác ưu việt. Hôm nay, Tuyết Tiên Nương Nương sẽ mở một quan chiếu hội nho nhỏ. Đương nhiên, nếu không có thành viên nội bộ đề cử, người ngoài hoàn toàn không có cách gia nhập. Quan chiếu hội, từ trước đến nay, Ninh Nhụy Nhụy chưa từng nghe nói qua danh từ này. Tiết Hạo chỉ thấy Ninh Nhụy Nhụy nghi hoặc, liền mỉm cười giải thích, người có thể hiểu thành cuộc gặp gỡ minh tinh. Tuy nhiên, Tuyết Tiên Nương Nương chính là bán thần tiên. Nàng chiếu cố chúng sinh mới hạ phàm. Tiến hành chiếu cố cho người hữu duyên. Ồ, vậy chúng ta có thể tham gia không? Ninh Nhụy Nhụy hỏi. Cho nên mới nói chúng ta hữu duyên. Tiết Hạo chỉ mỉm cười, đúng lúc Tiết công tử ta rất thích kết giao bằng hữu, nhất là bạn mới. Chỉ là bổn công tử không biết các ngươi có thành ý làm bạn với ta không mà thôi. Hạ Thiên nói, thôi đừng chém gió nữa, chúng ta không có duyên đâu. Ngươi cũng không xứng làm bạn của ta. Tiết Hạo chỉ cau mày. Ha ha, bạn trai của ta đang ghen, ngươi đừng cảm thấy lạ. Ninh Nhụy Nhụy hiểu được Tiết công tử có ý gì, chỉ hàm hồ đáp lại, làm phiền Tiết công tử tiến cử dùm. Chúng ta rất có thành ý, về sau nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Dễ nói mà. Chúng ta đến thiền phòng trước, ở đó còn có các thành viên khác, vừa lúc giới thiệu cho mọi người. Tiết công tử cười ha hả, nhưng lập tức dừng lại, cũng không tiếp tục nói tiếp. Hắn ta cho rằng, chỉ cần mang hai người Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy nhập hội, đến lúc đó hai người sẽ mặc cho hắn ta làm thịt. Ninh Nhụy Nhụy tất nhiên không có ý kiến. Hạ Thiên lại càng không quan trọng. Trong mắt của hắn, đây là một tiểu nhân vật có cũng được không có cũng được, lúc nào cũng có thể đá ra. Không bao lâu sau, ba người đã đến trước một xương phòng đằng sau miếu. Tạo hình xương phòng có chút đặc biệt, giống như một cái đỉnh, bên trên còn bốc lên từng sợi khói xanh. Tiết Hạo chỉ vẫn duy trì phong độ của thân sĩ, tránh qua một bên nhường ra một con đường, Ninh Tiểu Thư, Hạ Tiên Sinh, mời vào. Trong phòng đã có ba người. Một là đại hán râu quai nón, đại mã kim đao ngồi đối diện cửa, biểu hiện hung ác. Hai là nữ nhân mặt che mạng, nhìn không rõ gương mặt, nhưng có thể nhìn ra được tư thái nhất lưu của nàng ta. Họ Tiết kia, hai người kia là ai? Nam nhân râu quai nón nhìn thấy Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy. Lập tức quát mắng, người không biết quan chiếu hội không tiếp đãi người ngoài sao. Hai người kia là bạn của ta. Tiết Hạo chỉ mặt không đổi sắc, cười nói, vừa lúc hôm nay ta muốn giới thiệu bọn họ nhập hội, ta cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Tuyết Tiên Nương Nương nhất định cũng sẽ rất thích. Ha ha, nữ nhân che mặt bỗng nhiên bật cười khanh khách, người có biết hai người bọn họ là ai không? Tiết Hạo chỉ lạnh lùng nói, ta đương nhiên biết. Nói thế nào bọn họ cũng là bạn của ta. Vị mỹ nhân kia tên Ninh Tiếu Tiếu, còn vị này là bạn trai nàng ấy Hạ Tiên Sinh. Thôi đừng chém gió nữa. Nữ nhân che mặt không khỏi cười nhạo, ngươi không cảm thấy xấu hổ à? Nam nhân kia tên Hạ Thiên, nữ nhân tên Ninh Nhụy Nhụy. Bọn họ cũng chẳng phải người tốt, nhất là Hạ Thiên, khắp nơi gây chuyện. Bạch gia đã có mấy người chết trong tay hắn. Nói xong,
nàng ta lại ý vị thâm trường nhìn Tiết Hạo Trì, Tiết đại công tử, bọn họ đến đây nhất định là có ý đồ xấu. Ngươi coi chừng đừng bị bọn họ gạt, đến lúc đó, chỉ sợ ngay cả mạng cũng phải bỏ vào. Mỹ nữ, chúng ta quen biết sao? Ninh Nhụy Nhụy cảnh giác nhìn nữ nhân che mặt, ta thấy ngươi rất lạ mặt, không biết ngươi xưng hô như thế nào. Ngươi không cần hỏi ta, nữ nhân che mặt cười nói, chúng ta không quen biết nhau, cũng chỉ có thể xem là đã từng gặp mặt, hơn nữa cũng không vui cho lắm. Vậy thì ta lại càng hiếu kỳ, Ninh Nhụy Nhụy nghe xong, trong lòng lại càng thêm hoài nghi, thậm chí còn chậm rãi bước đến, trí nhớ của ta rất tốt, nhưng tại sao ta lại không có ấn tượng nào đối với ngươi? Hạ Thiên nhếch miệng, tiểu muội chân dài, nàng ta đeo mạng che mặt, có thể mê hoặc ánh mắt người khác. Nàng không nhận ra cũng bình thường mà. Thật sao, trong lòng Ninh Nhụy Nhụy lập tức có một dự định. Ninh tiểu thư, ta khuyên ngươi đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi tháo khăn che mặt của ta xuống cũng không mang lại chỗ tốt gì cho ngươi. Nữ nhân che mặt lập tức đoán được dự định của Ninh Nhụy Nhụy, sẽ chỉ làm cho mọi người càng thêm hoài nghi và cảnh giác với mục đích của ngươi mà thôi. Ninh Nhụy Nhụy bị vạch trần nhưng nàng cũng không xấu hổ, chỉ cười nói, ngươi nói rất đúng. Tuy nhiên, nếu như ta không thèm quan tâm đến sự hoài nghi và cảnh giác của các ngươi, nhất định phải tháo khăn che mặt của ngươi xuống thì sao? Nữ nhân che mặt sửng sốt, lập tức mỉm cười, vậy thì ngươi hãy thử một chút đi. Đủ rồi. Nam nhân râu quai nón vỗ bàn một cái, quát lạnh, tóm lại, bây giờ các ngươi cút hết ra ngoài cho ta. Quan chiếu hội không chào đón người ngoài. Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy còn chưa kịp phản ứng. Tiết Hạo Trì đã không chịu nổi trước. Hắn ta cảm thấy nam nhân râu quai nón đang đánh vào mặt hắn ta, khiến cho hắn ta không thể xuống đài được. Họ Lương kia, ngươi thì tính là cái gì, lại dám ăn nói với bạn của ta như thế? Tiết Hạo Trì lập tức cương lên với nam nhân râu quai nón, ta thấy người phải biến ra ngoài là ngươi mới đúng. Nam nhân râu quai nón đứng bật dậy, trừng mắt nhìn Tiết Hạo Trì, tiểu bạch kiểm kia, ngươi nói cái gì? Có ngon thì ngươi lặp lại lần nữa đi. Các ngươi cứ làm ồn như thế, kinh động đến Tuyết Tiên nương nương đến để xem trò hề của các ngươi à. Nữ nhân che mặt không khỏi cảm thấy buồn cười, lên tiếng giễu cợt. Tiết Hạo Trì và nam nhân râu quai nón nghe xong, lập tức bình tĩnh lại. Tiết công tử, ngươi khẳng định hai người kia sẽ không làm loạn. Nam nhân râu quai nón vẫn cảnh giác Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy như cũ, ta khuyên ngươi không nên bị sắc đẹp làm cho choáng váng đầu óc. Cẩn thận đến lúc đó tính mạng cũng không giữ được. Ngươi nói hưu nói vượn gì đó. Mặt Tiết Hạo Trì đỏ lên, lập tức bào chữa, Tuyết Tiên nương nương cũng đã nói, phải cần mở rộng hội viên. Mặc kệ bọn họ có thân phận gì, hoặc có ân oán nào với các ngươi, chỉ cần có thể giúp Tuyết Tiên nương nương hoàn thành đại sự, vậy thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này, Ninh Nhụy Nhụy thật sự muốn biết những người kia muốn hoàn thành đại sự gì. Những lời này, người hẳn đã nói với hai người kia rồi chứ. Nữ nhân che mặt vừa cười vừa nói. Tiết Hạo Trì quả thật hơi lo lắng, vì thế liền đưa mắt nhìn Ninh Nhụy Nhụy, Ninh tiểu thư, người nói cho ta biết các ngươi không phải đến quấy rối chứ. Dĩ nhiên không phải rồi. Ninh Nhụy Nhụy thản nhiên nói, chúng ta và các ngươi không cừu không oán, tại sao ta lại đến quấy rối chứ? Ta chỉ cảm thấy hiếu kỳ, muốn gặp Tuyết Tiên nương nương, thuận tiện hỏi nàng ấy một vài vấn đề. Ninh Nhụy Nhụy nói là thật, chẳng qua không để lộ quá nhiều chi tiết mà thôi. Nàng đúng là hiếu kỳ, còn Hạ Thiên thì muốn biết vì sao vị Tuyết Tiên nương nương kia lại giả mạo danh nghĩa Cơ Thanh Ảnh lừa gạt ở đây. Tiết Hạo chỉ lại hiểu lầm Ninh Nhụy Nhụy và Hạ Thiên có vấn đề, cho rằng bọn họ có khó khăn cần tìm Tuyết Tiên nương nương để giải quyết. Thế Tuyết Tiên nương nương ở đâu rồi? Hạ Thiên hỏi, tại sao còn chưa đến? Im ngay, nam nhân râu quai nón vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Hạ Thiên mà mắng, người dám bất kính với Tuyết Tiên nương nương, người có tin ta một chưởng vỗ chết ngươi không? Hạ Thiên nhếch miệng, không tin. Mẹ nó, đây là ngươi tự tìm. Nam nhân râu quai nón giơ bàn tay to như cái quạt hương bổ vỗ xuống Hạ Thiên. Ninh Nhụy Nhụy cau mày, cảm thấy hơi tức giận nhưng Hạ Thiên không nói gì, biểu thị mọi việc cứ để hắn xử lý. Tiết Hạo Trì cũng không nhúc nhích, ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Nhụy Nhụy. Hắn ta để ý cũng chỉ có nữ nhân Ninh Nhụy Nhụy, còn về phần Hạ Thiên sống hay chết, hắn ta một chút cũng không quan tâm, thậm chí còn muốn nam nhân râu quai nón gia tăng khí lực, tốt nhất là đập chết Hạ Thiên luôn.
Bốp! Một tiếng vang giòn, giống như roi quất xuống mặt đất. Cú tát rất mạnh, 7-8 phần khí lực nhưng lại phát huy được hiệu quả của 12 phần khí lực, khiến cho nam tử râu quai nón như phát mộng. Ninh Nhụy Nhụy cũng vậy. Nữ nhân che mặt cũng thế. Người phát mộng nhiều nhất chính là Tiết Hạo Trì, bởi vì mặt của hắn ta nhanh chóng sưng phồng lên, thậm chí khóe miệng còn chảy máu. Hạ Thiên cười nói, khí lực của ngươi quá nhỏ, độ chính xác cũng quá kém. Cái này, nam nhân râu quai nón mở to mắt, không thể tin nổi nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Tiết Hạo Trì rốt cuộc lấy lại tinh thần, đau đến mức kêu lớn lên, a, họ Lương kia, ngươi dám đánh ta. Tại sao ngươi dám đánh ta? Ta không có mà. Nam nhân râu quai nón vừa rồi không hề khách sáo khi nói chuyện với Tiết Hạo Trì, nhưng bây giờ đánh thật, hắn ta ngược lại có chút luống cuống, vừa nãy ta rõ ràng đánh về phía hắn, không biết tại sao bàn tay lại tự động chuyển hướng nữa. Tiết Hạo Trì không quan tâm đến gương mặt bị đánh sưng phù như heo, nửa chữ cũng không tin lời nam nhân râu quai nón, dám làm không dám nhận, Lương gia các ngươi cũng đều là như thế. Đánh ngươi chỉ là ngộ thương, tin hay không tùy ngươi. Nam nhân râu quai nón tự biết có giải thích cũng vô dụng, nhưng cũng không muốn thừa nhận chuyện này. Nữ nhân che mặt cười khanh khách, ta đã nói rồi, gặp được Hạ Thiên chính là bắt đầu xui xẻo của ngươi. Nếu làm không cẩn thận, ngay cả mạng cũng phải bỏ vào luôn, ngươi lại không tin. Bây giờ chẳng phải bắt đầu rồi sao? Ngươi, Tiết Hạo chỉ bị nữ nhân che mặt nói đến tức giận phát nghẹn nhưng nghĩ lại, không khỏi có chút tin tưởng lời nói của nàng ta. Bất kể nói như thế nào, tiểu tử này tuyệt đối có vấn đề. Nam nhân râu quai nón nhìn chằm chằm Hạ Thiên, sau đó nói với Tiết Hạo Trì, hôm nay, nếu ngươi kiên trì giữ bọn họ lại, chính ta sẽ đi. Hạ Thiên nói, đã như vậy, vì sao ngươi còn chưa cút? Tiểu tử, ngươi đừng quá khinh người. Nam nhân râu quai nón tức đến mức nghiến răng, ngươi cho rằng lão tử không biết ngươi giở trò quỷ hay sao? Hạ Thiên nói, ngươi biết thì thế nào? Hôm nay, lão tử nhất định phải đánh ngươi một trận mới hả giận. Nam nhân râu quai nón một lần nữa bốc hỏa, cất bước về phía trước, nắm đấm giống như dội mưa đánh về phía Hạ Thiên. Lúc này, Tiết Hạo Trì đã trở nên thông minh hơn, nhìn thấy họ Lương ra quyền, lập tức lách mình lui sang một bên, kết quả đối diện liền gặp một mớ quyền ảnh. Nam nhân râu quai nón vừa nhìn thì biết hỏng rồi, kết quả không thu quyền lại được, ngược lại còn tăng tốc nhanh hơn. Bành, bành, bành. Hơn 10 trọng quyền đánh xuống, Tiết Hạo Trì phun máu, bay ra khỏi phòng, lăn vào trong viện. Tại sao lại như vậy? Nam nhân râu quai nón bị trấn trụ, ánh mắt nhìn Hạ Thiên không còn là phẫn nộ mà là sợ hãi. Con ngươi đảo một vòng, ôm quyền nói, trong nhà ta còn có việc quan trọng, ta xin phép đi trước. Không đợi người khác lấy lại tinh thần, người này giống như chân bôi dầu trượt đi mất. Vốn ta còn đang định nhờ Tuyết Tiên nương nương giải quyết dùm ta vấn đề khí thất trệ chướng, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Nữ nhân che mặt cũng lắc đầu, nhìn Hạ Thiên, có ngươi ở đây, khẳng định sẽ không có chuyện tốt. Nơi này không nên ở lâu, tiểu nữ tử xin phép cáo từ. Hạ Thiên cũng không ngăn cản. Đến tận lúc này, trong phòng ngoại trừ Hạ Thiên, Ninh Nhụy Nhụy thì chỉ còn lại một người ngồi trong bóng tối, từ nãy đến giờ không hề lên tiếng nói chuyện. Cũng không có động tĩnh gì. Này, ngươi chọc tức người ta chạy hết, bây giờ còn chơi như thế nào nữa chứ? Ninh Nhụy Nhụy lắc đầu, cảm thán nói, nếu chẳng may Tuyết Tiên nương nương không xuất hiện thì làm sao bây giờ? Hạ Thiên nói, tiểu muội chân dài, nàng nói sai rồi. Sai chỗ nào? Ninh Nhụy Nhụy khó hiểu hỏi. Hạ Thiên đáp, Tuyết Tiên nương nương không cần xuất hiện, bởi vì người đó vẫn luôn ở đây. Ồ! Nàng ta đang ở đây, Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt, người nói nữ nhân che mặt vừa rồi chính là Tuyết Tiên nương nương. Tiểu muội chân dài, nàng đần chết đi được, Hạ Thiên làm ra vẻ thất vọng. Ninh Nhụy Nhụy bất mãn nói, người mới đần đấy, Tuyết Tiên nương nương khẳng định là nữ. Vừa rồi, trong phòng này ngoại trừ ta thì chỉ có nữ nhân che mặt mà thôi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ai nói cho nàng biết Tuyết Tiên nương nương là nữ chứ? Có thể được xưng là nương nương, chẳng lẽ là nam sao? Ninh Nhụy Nhụy sửng sốt một hồi, tiếp theo câu mày nói, người đừng nói cho ta biết là râu quai nón hoặc Tiết công tử gì đó nha. Tiểu muội chân dài, mắt nàng sáng lên một chút được không?
Hạ Thiên bó tay, chẳng lẽ nàng không phát hiện ở đây vẫn còn một người sao? Nào có người, hả? Ninh Nhụy Nhụy quét mắt nhìn cả gian phòng, cũng không thấy người nào khác. Đột nhiên nàng thoáng nhìn thấy bóng người, lập tức quát lớn, là ai? Mau ra đây! Vừa rồi, sau khi vào cửa, nàng rõ ràng nhìn thấy trong phòng có ba người. Nhưng rất nhanh nàng đã ném suy nghĩ này ra sau đầu, cộng thêm về sau cũng chỉ có nữ nhân che mặt và nam nhân râu quai nón lên tiếng nói chuyện, khiến nàng vô thức cho rằng trong phòng chỉ có hai người. Ý thức này trong lúc vô tình đã bị thay đổi, khiến cho nàng có hơi rùng mình. Ninh Nhụy Nhụy càng nghĩ càng cảm thấy sợ. Nếu người trong bóng tối là địch không phải bạn, nàng chết cũng không biết chết như thế nào. Sau khi đổ mồ hôi lạnh cả người, nàng bắt đầu đề phòng, chậm rãi bước về phía bóng người đó. Dừng lại. Đầu tiên là một tiếng thở dài, âm thanh vừa nhu lại nhẹ. Người trong bóng tối chậm rãi bước ra, lộ ra diện mạo của mình trong ánh sáng. Người chính là Tuyết Tiên Nương Nương. Ninh Nhụy Nhụy nhìn người này, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Người này nhìn rất mi thanh mục tú, nhất thời rất khó phân biệt được nam hay nữ, làn da lại trắng nõn như tuyết nhưng không phải trắng của bệnh mà là trắng tự nhiên. Đúng, là ta, người này cười nhạt, trong tiếng cười hoàn toàn không có tình cảm, chỉ đơn thuần là một động tác, các ngươi có thể gọi ta là Tuyết Tiên Tử. Ta biết các ngươi khẳng định không phải đến tìm ta để giải quyết vấn đề gì. Có chuyện gì thì các ngươi nói thẳng đi. Không đợi Hạ Thiên và Ninh Nhụy Nhụy lên tiếng, người này lại giơ cái cổ trắng nõn của mình ra, cười nói, chỉ là sau khi các ngươi hỏi xong, có phải sẽ giết ta hay không? Chính là cho chỗ này của ta một đao đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 183.